Mận. Mận. Ủa, anh Sanh. Mận đi chợ về hả? Tôi ở đây chờ Mận lâu lắm rồi. Ủa, anh chờ tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi Mận một chuyện. Chuyện gì? Chuyện... có đúng là ngày mai Mận đi lấy chồng không? À, đúng rồi, mai tôi đi lấy chồng. Chuyện này anh cũng đã biết rồi, sao còn hỏi vậy? Tôi muốn hỏi cho rõ ràng, vì biết đâu Mận đã đổi ý không lấy chồng nữa hay sao? Làm gì có. Chuyện hôn nhân hai bên gia đình đã sắp đặt đâu vô đó rồi, đổi ý sao được. Vả lại, có người con gái nào mà chẳng muốn lấy chồng đâu. Tôi cũng có khác gì đâu. Nhưng biết người ta có thương Mận không mà Mận lại đồng ý lấy người ta làm chồng? Có chứ sao không. Anh thương tôi, anh mới đồng ý lấy tôi chứ bộ. Vậy tôi cũng thương Mận, sao Mận không chịu lấy tôi làm chồng? Tôi không chịu lấy anh làm chồng là bởi vì tôi không có thương anh. Tại sao Mận không thương tôi? Là tại vì... vì sao? Vì rằng từ lâu tôi và anh Khang đã trao tình. Tại anh không biết cứ đeo đuổi hoài bên tôi chỉ xem anh là anh yêu cho đừng nghĩ xa vời. Vậy mà từ lâu chẳng lẽ những gì tôi đã giúp cho Mận, như móc củi cho Mận nấu cơm nè, nhổ cỏ ruộng, tát đìa bắt cá cho Mận nấu canh, xách nước cho Mận rửa chén, Mận không hiểu tôi làm vậy là có ý gì sao? Tôi đâu biết cái gì yêu tôi mà anh mới làm vậy đâu. Tôi cứ nghĩ là anh làm vậy chẳng qua là vì tình làng nghĩa xóm thôi à. Tình làng nghĩa xóm thì cũng có lúc có chừng, chứ đâu phải như tôi, hễ Mận cần là tôi chạy như vịt. Nhiệt tình như vậy mà Mận quá đổi thờ ơ. Thì giờ anh trách tôi thì tôi cũng cam chịu chứ biết nói làm sao. Nhưng mà tôi cũng xin cảm ơn anh đã giúp đỡ cho gia đình tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi có tốt lành gì đâu. Tôi làm vậy chẳng qua là muốn được lòng Mận mà thôi. Khổ nỗi số tôi đen đuổi phải chịu cảnh đơn côi. Anh Sanh, anh Sanh à, tôi xin anh đừng quá đau lòng vậy. Đừng sao được mà đừng. Người yêu của mình đi lấy chồng mà không đau lòng sao được. Mận. Dạ. Ngày mai Mận lấy chồng hả? Dạ. Chắc chắn là ngày mai hả? Chắc vậy đó. Ngày mai Mận đi lấy chồng, vậy thì ngày mai tôi cũng sẽ... Anh sẽ làm gì? Nè, có gì thì cũng từ từ tìm cách giải quyết nghe. Chứ đừng có làm gì dại khờ mà thiệt tấm thân nghe. Mận nói gì? Gì mà thiệt thân? À, Mận sợ tôi tự tử hả? Đừng làm bậy nghe. Làm gì có. Không được vợ thì thôi chứ dại gì mà chết cho uổng mạng. Thì... ủa, vậy là anh không muốn chết hả? Vậy cho anh sẽ làm gì trong cái ngày mà Mận đi lấy chồng vậy? Ơ, hay là định... ơ, không nha, không nha, em xin anh. Hạnh phúc cả đời em. Em xin anh đừng có quậy nghe. Cái gì quậy? Thì... quậy cái gì? Thì quậy đám cưới của em đó mà. Trời đất ơi, bộ tôi xấu xa lắm hay sao mà Mận nghĩ vậy? Ủa, cũng phải luôn hả? Vậy cho anh Sanh sẽ làm gì trong cái ngày cưới của Mận vậy? Tôi sẽ đi. Đi đâu lận? Đi lên thành phố, rời xa mảnh đất này. Anh nói thiệt vậy đó hả? Tôi nói thiệt. Rồi đi chừng nào mới về vậy? Chưa biết. Có thể là sẽ không bao giờ trở về.
không trở về. Sao nghe nói không trở về Mận có vẻ khoan khoái hớn hở vậy? Không có lộn á, buồn á chứ không có khoan khoái đâu, buồn á. Buồn gì mà cái mặt tươi rói vậy? Thôi, Mận không cần phải lo sợ có người cản trở hạnh phúc của Mận đâu. Tôi là kẻ đến sau thì tôi phải chấp nhận thương đau. Hôm nay tôi cố ý đến gặp Mận chỉ là để giả từ Mận mà thôi, không ngoài chuyện gì khác cả. Vậy hả? Vậy thì Mận chúc anh lên đường thượng lộ bình an, vì Mận mong rằng nơi phương trời âm dân thân sẽ đổi thay cuộc đời, vui sống trong an lành, luôn gặp nhiều điều may. Tôi đây cũng mong rằng người tôi yêu bấy lâu được sống vui bên chồng, hạnh phúc luôn tươi màu, không vương bằng nỗi buồn sầu lo, yêu sâu đậm thắm tình bền lâu. Anh Sanh, Mận cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt Mận. Vĩnh biệt anh. Trời ơi, cái mặt sao khờ quá vậy không biết nữa à. Cũng đòi làm chồng tôi nữa, tánh nó xạo gì cũng tin nè. Bác Tư. Ủa Sanh, mày đi đâu mà mày xách túi rồi mày đi dữ à mày? Dạ con đi thành phố. Mày đi thành phố? Mày làm giống gì ở trên đó? Dạ con định lên đó lập nghiệp. Lập nghiệp? Muốn đổi đời hả con? Vậy thì cũng tốt. Mà ráng nha con, có nhiều người lên thành phố ở trển làm giàu lắm á. Bác Tư, nghe con đi lên thành phố lập nghiệp mà bác không buồn sao? Trời ơi, nghe mày nói là tao mừng không xiết rồi chứ buồn gì. Mà buồn là buồn chuyện gì nè? Chuyện con còn nợ tiền của bác Tư đó. Bác không buồn vì sợ con giật tiền của bác sao? Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì miễn bàn. Bác cho mày luôn á. Nè, cứ đi lên thành phố lập nghiệp, khỏi lo cái chuyện gì đó. Đâu có được, mượn tiền thì phải trả cho bác chứ. Mượn thì phải trả, nhưng khổ nổi bác thấy con chỉ có mượn mà không có trả. Dạ tại con chưa có tiền. Thì bởi vậy bác thấy mày cần phải lên thành phố cho gấp, chứ còn ở lại đây ngày nào thì bác còn thương khổ, khổ muôn thu. Thương mày mà tao giúp mày. Nhắm làm được thì nói nha mày, không làm được thì thôi, không ai ép. Mày không nghe ông bà người ta nói hả? Ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép đi làm. Trời ơi con uy tín mà. Từ trước tới giờ con mượn gì của bác, thiếu bác bao nhiêu tiền, bác cứ ghi ra giấy, rồi mai này con trả một lần một dứt điểm luôn. Xuất ngôn như phá thạch, quân tử bất hí ngôn. Dạ. Có đây, tao ghi sẵn rồi nè, đầy đủ không thiếu thứ gì hết nè. Bác Tư thiệt là chu đáo, cẩn thận ghê vậy á. Trời đất. Gì? Sao mà nhiều quá vậy trời? Cái gì mà mày kêu trời kêu đất? Mày mượn thứ gì thì tao ghi thứ đó, chứ tao có ghi thêm thứ nào đâu mà mày kêu trời kêu đất mày. Ngày 1 tháng 5 mượn 5 ký gạo. Ngày 3 tháng 5 mượn 2 trái ớt. Trời đất ơi, có 2 trái ớt mà bác cũng ghi vào sổ nợ nữa sao? Sao không ghi?
Nếu mày xin thì tao cho. Đằng này mày mượn, mượn thì tao phải ghi cho. Ăn cho buông so mà mày. Đâu ra đó đàng hoàng, không có lộn xộn được. Thôi được rồi, con giữ tờ giấy này, khi nào làm có tiền con sẽ gửi trả cho bác sòng phẳng. Nhắm có không? Làm được không? Bác Tư à, con là người uy tín mà. Mượn thì trả. Bác có tin con là người có uy tín không? Coi như là vậy đi. Sao lại coi như vậy được? Bác Tư phải tuyệt đối tin tưởng con chứ. Con là người uy tín nhất mà. Ừ, mày có uy tín lắm. Bác tin con rồi phải không? Ừ, tao tin mày. Nếu bác tin con thì bác làm ơn cho mượn đỡ ít chục đi xe lên thành phố đi bác. Ý trời ơi. Ngon, nói tới nói lui rồi nó cũng mượn tiền nữa à. Có sao đâu, con là người uy tín mà. Mượn thì trả mà. Bộ mày không có tiền thiệt hả? Nếu có con đâu cần phải mượn tiền của bác. Rồi lỡ tao không có tiền, không cho mày mượn người tiền đâu, mày đi mày cuốc bộ hả? Đành phải vậy thôi chứ biết làm sao. Tao thiệt khổ gì mày. Có lẽ kiếp trước chắc tao mắc nợ gì mày đây nè. Chắc vậy quá. Thằng quỷ. Đây nè, trong túi tao còn được 50 ngàn. Mày lấy luôn đi, coi như có đủ tiền xe đi không á. Nếu chưa đủ thì tự mày đi kiếm lấy, tự mày xoay sở, tao hết rồi á. Dạ con cảm ơn bác Tư. Ơn nghĩa này hẹn ngày sau con đền đáp. Bác Tư ở lại quê nhà mạnh giỏi. Con đi nghe bác Tư. Con đi. Đi sớm cho kịp chuyến xe. Nè, nhớ đi đường cẩn thận nha con. Xe cộ trên thành phố bây giờ nhiều lắm. Đừng có mắt nhắm mắt mở, lũi vô gãy xương tai họa tới nha. Dạ con biết. Con cảm ơn bác Tư. Vĩnh biệt bác Tư. Gì vĩnh biệt? Tạm biệt thôi. Dạ. Nói chỉ có tiếng vĩnh biệt nghe thấy ghê. Dạ tạm biệt. Tạm biệt bác Tư. Con đi. Con đi mạnh giỏi nha. Nhớ làm ăn được gửi tiền về trả cho tao nghe không? Dạ con nhớ chứ. Bác yên tâm đi. Thôi con đi nghe bác Tư. Nói vậy chứ mình có cần gì nó trả tiền đâu. Chỉ mong sao nó tìm được cho riêng nó một mái ấm. Lên được trên thành phố này rồi, cũng mừng quá trời quá đất. Con xin cảm tạ trời Phật đã thương xót kẻ bần hàn, mà đã khiến xui con được quá vàng. Chiếc xe chở rác đang trên đường về thành phố. Đi suốt mấy ngày bụng đói chân sung, những tưởng là thân con phải tiêu tùng. Đã bao lần xe khách lại qua, xin được đi nhờ mà chẳng có ai cho. Nhưng nhờ ơn trên ra tay cứu độ, thật nghi là linh quá xa linh. Mười giây vài câu mà đã thấy liền, một xe chở rác tiến lại từ xa. Con bèn năn nỉ xin đi nhờ, ôi bác tài vui vẻ gật đầu chịu ngay. Dạ một lần nữa con xin đa tạ trời Phật. Con sẽ tạ lễ trời Phật một mâm trái cây thật bự. Nhưng con xin khất lại, để khi nào con tìm được việc làm trên cái đất Sài Gòn này con sẽ cúng. Chứ còn bây giờ con không có tiền để ăn lấy gì mà cúng. Mong ông bà trời Phật thông cảm cho con. Con xin thề với ông bà trời Phật là con sẽ không có quên món nợ này đâu. Đừng có sợ. Còn như nếu mà con có lỡ quên nữa thì ông bà trời Phật nhớ nhắc con. Cướp! Ăn cướp! Cứu! Cứu tôi ăn cướp! Ăn cướp! Cứu tôi ăn cướp! Ê! Ăn cướp hả mày? Ê! Thằng kia! Mày ở đâu mà xí vô chuyện vợ chồng của tao? Nhấn nút biết! Ủa? Nói vậy hai người là vợ chồng hả? Xin lỗi nha. Dạ không phải đâu, nó muốn
Để tôi. Đứng im, mày bước tới tao bóp cổ nó liền đó. Tao kêu mày biết. Anh ơi, làm ơn cứu em. Cứu em anh ơi. Cứu. Tại sao tao bảo mày đi mà mày còn đứng đó? Đi chưa? Ê, sao tự nhiên mày cười mày? Bộ mày điên rồi hả? Tao cười, đâu phải tao điên. Bởi tao thấy rõ mày gan cùng mình. Giữa đường dám cướp giật ngang nhiên. Không sợ lính bắt hay sao mà làm càng. Nè, cái mặt mày không phải tầm thường. Cũng là một kẻ chịu chơi. Đã chơi thì học ngán, mà chơi thì chơi liều. Nếu mày muốn thì cùng mày tao đỏ sức. Hay trổ tài lộ hết bông tai. Di chuyển cà ra cầm thành kim cương. Tao đếm ba tiếng thì nhào vô dựng liền. Đúng rồi, tưởng phải người hiền. Không ngờ lại kẻ bất lương. Thấy tôi nó lại giành nhau mà giữ đồ nè. Bớ làng xóm, bọn này ăn cướp nè. Ê, ngang ta cướp giật nữ trang. Thôi nín đi, nín đi có nghe hay không? Nếu còn la lối thì ăn thôi bây giờ. Nghe không? Trời ơi. Thằng khốn nạn, tại sao mà đánh cô ta xỉu vậy hả? Thì hồi nãy mày đòi thôi cô ta, nhưng tao đâu có để cho mày làm chuyện đó. Tao chơi trước cho chắc ăn. Bây giờ cô xỉu rồi thì làm sao đây? Còn làm gì nữa, lột đồ hết ra rồi chia đôi. Cái gì? Lột đồ. Lột hả? Ừ, lột nè. Dạ, cho mày lột nè. Dạ, chia nè. Lột nè. Dạ, lột nè. Dạ, dạ tha cho em đại ca ơi. Dạ tha cho em. Dạ em lỡ. Dạ tha cho mày đó. Đi đi mày. Mày nhớ rồi mày. Mày dám đánh tao ha. Mày có ngon mày đứng đây mày chờ tao đi. Tao về tao kêu đồng bọn tao ra đây luộc mày đó. Hâm dọa hả? Tao luộc tao hả? Nè. Ừ. Luộc nè. Luộc nè. Thân như cọng bún thiêu mà bà đặt đi ăn cướp. Chết rồi. Còn cái câu này phải xử trí làm sao đây? Rắc rối quá. Nè, cô gì đó ơi, dậy đi. Sao ngủ lâu quá vậy? Mèn ơi, sao mà đẹp quá trời. Mình mà được người vợ đẹp như cô này thì quá đã. Ôi, ôi trời ơi, đau quá à. Mình đang ở đâu đây? Ủa, tỉnh rồi hả? Thằng quỷ sứ nó đánh cô đau lắm phải không? Cái thằng quỷ nào? Tôi nhớ rồi. Cô làm gì làm xong vậy? Tôi đâu có phải là ăn cướp. Trời đất ơi, cô này ẩu quá trời hà. Lỡ có ai nghe được tưởng tôi là ăn cướp, họ khiêng tôi về đồn công an thì héo đời tôi rồi. Vậy anh thiệt không phải là ăn cướp hả? Cướp đâu mà cướp. Cô coi lại đồ đạc trên người của cô đi, coi có mất món gì không. Nếu mất tôi đền cho. Dạ, cho em xin lỗi. Vậy sao hồi nãy anh làm em sợ? Em cứ tưởng... Tưởng tôi là ăn cướp chứ gì. Tại tôi nghe bà con cô bác ở dưới quê nói là ở trên Sài Gòn này cướp giật dữ lắm. Nếu mà hiền quá, dễ bị ăn hiếp, dễ bị lừa gạt lắm. Bởi vậy, lúc nãy khi nghe tiếng kêu cứu của cô, tôi bèn đến liền một khi thấy tên cướp quá ngầu, mặt bài đầy hung dữ. Trông thật là khủng khiếp. Tôi đã điên hồn, muốn cò chân chạy trốn. Nhưng thấy cô yếu xìu, tôi xót thương liền tung thiên máu. Nam nhi bèn ra tay. Xin cảm ơn tấm lòng hào hiệp của anh đã ra tay cứu giùm kẻ thân bồ liễu yêu. Đi giữa đường gặp cướp, tưởng đâu đã tiêu đời. Nhưng thời mai anh tới đánh tên cướp tới bời. Chân mà chạy me, nếu không tôi thì em tiêu. Có gì đâu, cô đừng có khen tôi quá mà làm cho tôi khoái.
làm cho tôi thẹn. Tôi chỉ làm đúng như lời dạy của ông bà xưa mà thôi. Ông bà già xưa dạy sao vậy anh? Thì mấy người xưa hay nói là kiến ngã bất di du vọng giả, nam nhi bất kiến mạc anh hùng. Có nghĩa là đi giữa đường gặp chuyện bất bình mà làm ngơ như đuôi như điếc, không chịu cứu giúp thì không phải là đàn ông. À, vậy là giống gì? Là bê đê. Coi bộ anh cũng có khiếu hài hước quá ha. Mà lại giỏi nho nữa. Dám đâu, tôi chỉ nghe lóm được người ta nói thôi. À xin lỗi, cô có thể cho tôi biết tên được không? Dạ, em tên Hiền, Thu Hiền á. Hiền, hèn gì nhìn mặt thấy không có dữ. Còn anh tên gì vậy? Cô muốn biết tên tôi hả? Dạ. Màng ơi, tên tôi xấu lắm. Có sao đâu, tên xấu mà người đẹp. Đẹp thì thôi. Sao? Cô nói tôi đẹp. Tôi vậy mà đẹp gì? Ừ, anh đẹp trai lắm đó. Mà còn tốt nữa đó. Mèn ơi, từ nhỏ tới giờ mới nghe người ta khen mình đẹp trai, quá đã rồi. Mà người khen mình lại là một cô gái vô cùng đẹp gái ở Sài Gòn. Ôi sung sướng quá. Má ơi con sung sướng quá. Ủa anh sao vậy? Trúng gió hả? Bộ trúng gió hả? Đâu có. Tôi đâu có trúng gió gì đâu. Tại cô khen tôi đẹp trai nên tôi mắc cỡ. Cái anh này xạo quá hà. Làm bộ đánh trống lãng hoài à. Thôi nói tên cho em biết đi. Thiệt tình Hiền muốn biết tên tôi sao? Em muốn biết tên anh thiệt mà. Mặc dù mới gặp anh à, nhưng mà em thấy mến anh. Mến anh ghê vậy đó. Hiền nói là sao? Hiền mến tôi hả? Thiệt không? Thiệt mà. Thiệt thì tôi nói. Nhưng mà tên tôi xấu lắm. Hiền không có cười nha. Dạ, em không có cười đâu mà. Trời ơi, anh tên là gì? Cứ nói đại ra đi. Chờ có gì đâu mà anh phải e thẹn ngại ngùng. Em đây vô cùng hân hạnh được cùng anh kết bạn. Anh hãy nói rõ họ tên và nhà cửa anh ở nơi nào. Xin Hiền chớ có nóng lòng, từ từ rồi tôi sẽ nói. Quê tôi xa vời, ở tận Chao Cà Đắc. Ủa, cái gì mà Chao Cà Đắc? Không. Chứ sao? Đó là chắc cà đau. Còn tôi họ Phạm tên Xanh. Là anh tên gọi Phạm Sanh, quê ở chắc Cà Đau. Còn cha mẹ anh thì như thế nào? Tôi là một người bất hạnh, không bà con không mẹ ba. Cha mẹ mất sớm từ lâu khi tôi mới lên 10. Sống côi cuốc một mình nhờ sự thương yêu của bà con lối xóm. Nuôi nâng cho đến ngày khôn lớn. Cuộc đời tôi thật vô cùng khôn. Vì muốn thay đổi tương lai mới lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Nghe anh kể lại hoàn cảnh của anh
mà em cảm thấy xót xa trong lòng. Mà anh lên đây có định đi làm gì chưa? Dạ, tôi chưa biết phải làm gì nữa. À, hay là anh về làm việc cho ba em nghe. Ủa, ba em làm việc gì? Ba em làm lớn lắm á, làm giám đốc đó. Giám đốc hả? Ở công ty nào vậy? Dạ, giám đốc của công ty Sasuke Ketoho. Công ty Sasuke Ketoho là cái gì? Là công ty sản xuất que kem tổng hợp. Cũng dễ thôi, chứ không có khó đâu. Cứ việc mua tre về á, rồi cái mình chặt ra nè, từng khúc nhỏ nè, ngắn khoảng cũng chừng một tấc à, hoặc là tấc rưỡi á, rồi chẻ nhỏ ra là được à. Ờ, dễ quá ha. Nhưng mà thôi đi, làm phiền Hiền quá à. Không có sao đâu, để em nói với ba em á, là xong liền à. Vậy cũng được, nhưng để ít hôm nữa nha. Hiền ghi cho tôi địa chỉ nhà đi, rồi hôm nào rảnh tôi đến. Dạ. Đây nè anh Sanh, anh giữ cái danh thiếp này đi, khi nào cần thì anh đến gặp em nha. Cảm ơn, Hiền đã có lòng thương mà giúp đỡ cho tôi. Khi nào cần tôi sẽ ghé Hiền. Anh này khách sáo quá à. Người cảm ơn phải là em mới đúng nè. Không có anh hả, thì giờ này em đâu có vui vẻ mà đứng nói chuyện với anh. Thôi, Hiền về đi, tối lắm rồi đó, kẻo người nhà trong. Dạ, em về nghe. Mà tối nay anh nghỉ ở đâu? Dạ, tôi nghỉ ở... Ở đâu? Ở khách sạn. Khách sạn nào? Khách sạn ngàn sao đó. Hả? Khách sạn ngàn sao? Em nghe nói ở Sài Gòn này á, chỉ có khách sạn 5 sao thôi mà. Chắc tại Hiền ít khi ra ngoài phải không? Dạ phải, em ít có khi ra ngoài lắm. Hèn gì Hiền không biết là phải rồi. Chứ lúc tôi mới lên á, tôi để ý kỹ lắm. Đi đến đâu là tôi quan sát đến đó, nên biết hết. Trời ơi, ở trên này có rất nhiều khách sạn ngàn sao lắm á. Còn khách sạn 5 sao mà có ăn thua gì đâu. Em nghe nói khách sạn 5 sao á, ở trọ một ngày á, cũng mất cả 100 đô, chứ không có ít gì đâu. Anh tiền ở đâu á, mà lại ở khách sạn tới ngàn sao lận? Ờ, khách sạn ngàn sao này thì miễn phí. Miễn phí hả? À, em đã hiểu rồi. Có phải anh sẽ nghỉ qua đêm ở... Anh Sanh. Kìa Hiền, mà sao bỗng dưng Hiền lại xúc động quá vậy? Bộ anh không có tiền hay sao mà phải ra ngoài công viên mà ngủ? Không có gì đâu, tôi sống như thế quen rồi. Thôi Hiền về đi nha. Tôi đi à. Anh Sanh. Hiền muốn nói gì nữa? Anh Sanh à, em muốn anh nhận chút ít tiền này đi, để mướn đỡ một nhà trọ nào đó nghỉ tạm qua đêm. Chứ anh nghỉ ở ngoài công viên á, không có tốt đâu. Ngoài trời nè, sương đêm gió lạnh, anh dễ bị bệnh lắm á. Tôi... Anh nhận đi, để em được yên lòng. Và nếu... Nếu sao Hiền? Nếu anh thấy lòng mình buồn kết bạn làm thân thì có gì đâu mà anh phải cho là mình có phước chứ. Chẳng lẽ không được kết bạn với em thì anh cho là mình vô phước hay sao? Có lẽ là vậy. Bởi vì trước giờ tôi chưa được một người con gái nào ngỏ lời kết tình thân hữu.
chỉ có tôi là người nông nổi trộm nhớ thầm thương nhưng chẳng dám thốt ra lời. Người con gái tôi yêu giờ đã kết thước theo chồng, chỉ còn lại bóng hình của nàng trong tâm tưởng. Tôi cảm thấy lòng mình trống trải cô đơn, nghĩ phận mình bạc bước vô duyên, chắc có lẽ khó tìm đâu ra người bạn gái. Nhưng bất ngờ giữa đường gặp hiền cơ tình thân ai khiến cho tôi qua đổi. Anh đừng quá bi quan nghĩ rằng là mình vô phước, cứ sống an bình rồi hạnh phúc tự đến với mình thôi. Chuyện kết bạn giữa đường cũng là lẽ tự nhiên, bởi cuộc sống luôn tạo cho người người gần lại. Anh Sanh ơi, em đã ngỏ ý được cùng anh kết bạn, vậy anh có bằng lòng chấp nhận hay không? Hiền, hiền đã muốn vậy thì tôi đâu dám từ nan, nhưng tôi chỉ ngại gia đình hiền không đồng ý. Anh Sanh à, không có đâu, gia đình em dẫu sang giàu dư giả nhưng tình cảm cũng chưa chan, không phân biệt sang hèn. Vậy bây giờ anh hãy ghé đến nhà em, anh sẽ được rõ tấm lòng của họ. Thôi đi, để ít hôm khi nào tôi thấy tiện, tôi sẽ ghé thăm hiền và chào hỏi gia đình luôn. Anh hứa thì phải giữ lời nha, không có được phụ lòng em đó. Hiền à, tôi được hiền kết bạn đó là diễm phúc của tôi, mà suốt đời tôi không dám mơ ước, có đâu tôi dám phụ lòng chứ. Anh Sanh, ừ? Đây là tấm hình của em, nay tặng cho anh để anh luôn luôn nhớ đến em. Ôi, hình của Hiền đẹp lắm. À, mà Hiền tặng hình cho tôi, còn tôi biết tặng gì cho Hiền đây? À, có rồi. Anh định tặng gì cho em đó? Thì cũng hình. Nè, hình này lúc tôi mới lên 3 đó, coi được không? Ừ, à, cũng dễ thương lắm. Ủa, mà sao hồi nhỏ anh không có tóc hả? Cái đầu trọc lóc hả? Đâu có, tóc tôi nhiều lắm, tại má tôi cạo đó chứ. Ừ, sao lại cạo? Ờ, thì... Sao? Thì hồi đó tôi... Thôi, Hiền hỏi anh chi kỹ vậy? Hỏi chơi với anh vậy thôi, chứ em biết hết á. Tại đầu anh có ghẻ nên má anh mới cạo trọc, đúng không? Biết hết trơn hết trọi à. Ý chết, ừ? Trễ quá rồi, thôi em về trước, kẻo nhà trong em à. À, anh nhớ ghé nhà em chơi nha, để em giới thiệu với ba em luôn ha. Ờ, khi nào rảnh tôi ghé Hiền. Thôi, Hiền về đi. Dạ, chào anh, em về. Sao buồn ngủ quá. Thôi, kiếm chỗ nào trọ qua đêm, ngủ một giấc cho nó khỏe, để sáng mai còn đi tìm việc làm nữa. Coi bộ số mình cũng hên, đi đâu cũng có quế nhân giúp đỡ. Trời đất ơi, chết rồi, cái sách mới để dưới chân vào đó mất rồi. Ê, thằng nhỏ, mày lấy lộn đồ rồi đó. Túi sách đó của tao mà, trả lại đây. Trời đất ơi, đâu có tiền bạc gì đâu, chỉ có mấy bộ đồ cũ để tao thay đổi thôi hà. Trả lại tao, thằng nhỏ. Ê, thằng nhỏ, mày đừng có chạy.
đâu mà bán. Trời đất ơi, quán xá gì mà vắng như cái chùa Bà Đanh à. Dân nhậu bữa nay bộ chết hết rồi sao, không thấy thằng nào hết trơn hết trọi. Mấy cha, mấy mẹ, mấy ông, mấy bà ở đâu làm ở ghé vô quán con ăn nhậu giùm đi cho con nhờ. Ê, qua mấy ông, mấy bà ơi. Trời ơi, thiệt chưa từng thấy cái bữa nào ê như bữa nay. Nó văng teo à. Thấy hôm nào mà ê là hôm đó trong người mình cảm thấy nó quể quải, buồn ngủ dễ sợ. Mới nhắc ngủ cái ngáp liền. Bữa nay cũng vậy. Ta cũng nên ngủ không ta? Chắc là ta phải ngủ quá. Chứ ta thức làm cái giống gì? Có ai vô ăn nhậu đâu mà thức. Thôi kệ, lỡ ế rồi cho ế luôn. Ta ngủ đây. Ta ngủ nhé. Hết hồn. Con mèo nó kêu. Trời ơi, con mèo nó ăn vụng thịt chó. Đi, đi mèo, đi mèo. Hả? Không phải mèo mà là người. Người giả mèo ăn cắp thịt chó. Ê, đứng lại. Tới cho tao biểu. Nhanh lên. Cái gì mà ồn ào ở ngoài này vậy Thông? Thì cái thằng bụi đời này ở đâu vô quán mình ăn cắp thịt chó đó mà. Trời đất, thằng kia ban ngày ban mặt mà mày dám ngang tàng vào quán tao ăn cắp thịt chó hả mày? Tại sao? Dạ tại tôi... Tôi sao? Tôi đói. Đói hả? Đói sao không chịu xin, lại làm càng dây da. Vì nếu em xin, chắc anh cũng không cho. Đã bao ngày em đói mòn hơi mà xin hoài, chẳng có ai cho. Nên em đành làm ẩu, xơi ít miếng thịt cầy. Bà và anh thương xót, giúp kẻ nghèo hèn. Nhìn tướng mày tao thấy cũng phong, sao không đi làm mà lại đi xin? Hay là mày quá quậy rồi bỏ nhà đi sống lang thang? Không, tôi từ nhỏ cho tới giờ chẳng làm gì trái với lương tâm. Tao không tin. Má nói sao? Tướng này mà phong hả? Có nước phong xù. Mày nói là mày không trái với lương tâm, mà sao mày chỉa chôm? Còn làm bộ ta đây là một kẻ hiền lương. Thôi đi mày, tao không có tin. Ăn thịt cầy phải bỏ tiền ra, đâu phải thịt chùa thịt miếu. Tôi đây không có tiền thì làm sao mà trả? Mong anh hãy thương tình. Không trả tiền thì tao đánh bầm sườn, quánh cho mày bỏ cái thói lưu manh, để từ nay mày không còn ăn quỵnh. Khoan đã, tôi nguyện làm đầy tớ của anh, làm bất cứ việc gì, miễn sao là tôi có miếng ăn. Cái gì? Mày muốn xin việc làm hả? Ở đây làm gì có việc cho mày làm? Thôi, đi chỗ khác xin đi, tao tha cho mày đó. Dạ. Em xin bà và anh hãy thương hại tâm thân hèn mọn cùng đinh, xót xa thân phận bần hàng đặng cay. Không mẹ không cha, không cửa không nhà, sống lang thang nơi xó chợ đầu đường. Quyết chí làm nên công danh sự nghiệp, nhưng chưa gặp thời cơ phải chịu cảnh gian truân. Đã từ lâu tôi
nào vô đức thi ân. Cậu đã nói ra tôi thấy xót xa, cho cuộc đời không khó, cậu hãy yên lòng ở lại nơi đây. Phụ con tôi bắt buông dọn dẹp. Trời ơi má ơi, con nói là đâu có được. Sao mà không được? Tao thấy là được. Con nói không được, mày chớ nên cãi lời của tao. Bởi tao đã nguyện thương người như thế thương tao. Xin đổi ơn lòng tốt của bà, tôi nguyện đem thân trâu mà đắc đền. Thôi thôi được rồi, thấy hoàn cảnh của cậu tôi cũng cầm lòng không đặng. Từ bây giờ tôi nhận cậu làm con nuôi, cậu có chịu không? Dạ, nếu được làm con nuôi của bà đây, con như được tái sinh chết đi mà sống lại. Má, hãy nhận cho con ba lại này đáp tạ tình mẫu tử. Trời ơi, có má, hiếu quá. Má. Gì? Má à. Gì? Tự nhiên má nhận cái thằng ba dơ đâu ngoài đường gì làm con vậy má. Mày im đi. Mày không nhớ là mấy tháng trước mày bỏ nhà đi bụi đời, không nhờ bà Sáu nhân từ bà giúp đỡ cho ăn thì mày cũng rã thay chứ còn hơn gì thằng này đâu. Nè, thằng kia, con tên gì? Mấy tuổi hả con? Dạ, con 20 tuổi. 20 tuổi? Tên là Sanh. Sanh? Vậy là con nhỏ hơn thằng Thông nhà này 2 tuổi. Vậy nó là anh, còn con là em nha. Dạ. Thôi, hai đứa ở nhà làm việc đi. Má đi đằng này một chút. Thông à? Dạ. Thông. Dạ. Trời ơi, cái tật nó còn hoài à. Ở nhà không có nói gì làm buồn thằng Sanh nghe chưa? Khỏi nhắc, con biết rồi. Mà má sao má đi đâu hoài vậy má? Cái thằng này mày lạ chưa? Mày sao vậy? Tao đi đâu thì mặt xác tao, mày hỏi làm chi lắm chuyện nhiều lời. Dạ em đi đánh bài đó anh Thông, anh thấy có được không? Má cứ suốt ngày ham mê cờ bạc rồi lại còn cặp bồ cặp bình lăng nhăng hết ông nọ tới ông kia. Con mong má nên dừng lại, đừng có dấn thân vào chốn mùng nhơ. Ôi trời ơi, nó muốn dạy khôn tôi. Hãy câm mồm đừng có nói ngông, chứ nên nói bậy có ngày mày ăn gậy. Còn nếu biết con tao đây, xét lại cưới cho mày con vợ. Vậy má tính chừng nào cưới vợ cho con? Ngày mơi cưới liền được không má? Gì mơi? Ờ. Trời ơi, cưới vợ chứ có phải đi chợ mua cá đâu mà mày làm gì gấp vậy Thông? Con muốn vợ lắm rồi. Từ từ rồi tao tính cho, không có nói nhiều nữa. Người ta chờ tao lâu quá rồi kìa, tao phải đi. Ở nhà không có quậy đó nghe con. Má, má, má. Tình à, chưa nói được cái gì là bỏ đi rồi. Đánh bài mà làm với chuyện gì quan trọng lắm vậy đó. Mướn được cái quán cho mình bán thịt chó rồi đi luôn, không thèm quan tâm gì tới mình hết trơn á trời. Bán lời bán lỗ gì cũng chẳng thèm để ý nữa. Chán qua trời đi. Con mẹ mà cũng như không à. Con mà coi như là người dân nước lã vậy đó. Rồi ê, làm gì mày nhìn tao dữ vậy mày? Tới tao biểu coi. Biểu. Dạ anh gọi em hả? Hỏi lạ chưa. Gọi mày chứ gọi ai nữa. Nhà này chỉ có tao với mày, không gọi mày không lẽ tao gọi tao? Giả bộ hoài. Trời, làm bộ ngố nữa. Phù thủy mà giả dạng nhi đồng. Nhìn cái mặt mày tao không có nổi rồi. Nè, mày bình tĩnh nghe tao nói nè. Dạ em nghe anh nói. Bà già tao đã nhận mày làm con nuôi của bà rồi. Dạ. Coi như mày á là em nuôi của tao. Dạ. Đây có hai thằng, tao thứ hai mày thứ ba. Gọi anh hai đi em. Dạ anh hai. Em ba nó ơi, kể từ hôm nay em sẽ là một thành viên trong nhà của anh.
thì phải luôn nghe lời anh chỉ bảo. Anh nói bất cứ việc gì thì em phải tuân theo rầm rắp. Nghe dạy nè, phải làm việc siêng năng, không được dây lười biến nhát. Nếu mà em cãi lời thì anh hai đây sẵn sàng bóp cổ. Dạ, những lời chỉ dạy của anh em xin ghi tạc vào lòng. Tốt đó em, giỏi anh thương. Nguyện làm hết sức mình để không phụ lòng anh. Vậy thì ngay đêm nay em phải theo anh hai đi bắt chó về nhà. Bắt để làm gì anh nói rõ cho em nghe. Đúng là cái đồ ngu thiệt mà. Thì bắt chó đi làm thịt bán chứ làm giống gì. Không lẽ bắt về nuôi cho tốn cơm. Sao anh không mua mà lại đi bắt trộm? Trời ơi, hỏi chi vậy? Mày hỏi chi cho nó lú cái ngu của mày ra vậy mày? Thiệt là mày ngu quá. Trời, mày ngu không chỗ nào chê. Đã lâu tao đi bán buôn cày tơ xin lời cũng vì tao khôn. Tao chẳng đi mua bao giờ. Mua cho chi tốn tiền, tao chỉ cần đợi lúc đêm khuya chờ mọi người trong xóm ngủ say. Tao đi ra tay chẳng sợ có ai, thấy chó thì bắt ngay. Cho nên hôm nay mày phải thử ngay tập sự để rồi quen tay. Chớ suối em bắt chó mà chi, lỡ họ thấy họ bắt thì nguy. Chớ nên nói điên nói ngông hãy nghe lời tao. Trời ơi khổ thân làm sao, ăn mấy miếng thịt cày mà bây giờ lại đi bắt nhiều con cày. Trời ơi là trời, làm gì mày nhăn nhó mày cằn nhằn dữ vậy? Đi bắt chó chứ có làm cái gì đâu. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn ăn thịt cầy thì mày phải đi bắt chó chứ. Thôi, đừng cằn nhằn nữa, vô lo dọn dẹp bữa nay nghỉ sớm. Nè, nếu mà lỡ đói quá thì ăn trước rồi ngủ đi, khuya cái tao kêu. Dạ, bây giờ em đi ăn cơm rồi ngủ sớm. Tối, tối em tập sự. Ờ, giỏi á, biết vậy thì tốt, đi đi. Tại sao trong đêm tối ta lại nghe có tiếng người kêu cứu? Ai vừa kêu cứu vậy? Ai? Tôi đây, xin tráng sĩ hãy ra tay cứu giúp. Tôi nguyện muôn đời tạc giả ghi ơn, và thề sẽ theo chàng nâng khăn sữa tôi. Ô kìa, kìa một nàng tiên Nga, trắng trắng giống như là Nga. Nàng nhìn tôi như say đắm, cô em thứ tha được là. Làng mùa xinh quá xinh khiến tôi trong lòng ngây ngất mê say. Tình yêu đôi uyên ương ước mơ từ lâu. Nàng là nàng tên chi, sao phải lâm vào cảnh này? Vì chàng tình yêu ma quái bắt tôi đem đến nơi này. Chàng ra tay cứu nguy thiếp, xin trọn đời xưa tôi nâng khăn. Lòng này luôn ghi khắc nghĩa ân dài lâu. Thiếp tên Thu Hiền đã lâu trông chờ người hùng anh cứu nàng giải nguy nỗi khổ sầu. Chớ nên lo sầu, chớ nên u sầu, vì tôi đây quyết lòng giải nguy đừng buông má chi. Đau quá. Nàng có sao không? Tôi búa trúng nàng hả? Dạ, không phải. Mà tay chàng búa mạnh tay quá nên làm rung cây. Kiến trên cây rớt xuống, rơi vào người em, rồi nó cắn em, làm em đau. Kiến cắn hả? Ờ, tôi có đem theo hai chai dầu gió nè. Nàng hãy thoa vào vết kiến cắn đi, kẻo nó nổi mận thành ghẻ đó. Dạ,
Cảm ơn tấm lòng hào hiệp của chàng đã cứu thiếp thoát khỏi cảnh cầm giam. Xin chàng dũng sĩ hãy nhận thiếp một lại tạ ơn cứu mạng. Đừng, đừng làm thế. Cô nương hãy đứng lên đi. Đó chẳng qua là bổn phận của kẻ mài sâu, tôi không dám nhận đâu. Thôi, cô nương hãy về đi, kẻo gia đình trông đợi. Tạm biệt cô nương. Dạ quan. Xin tráng sĩ hãy dừng chân nắng lại, dành chút ít thời gian để nghe thiếp đây bài tỏ thâm. Mà thiếp đã từ lâu ao ước có một ngày gặp được anh hùng quân tử cứu giúp đời qua. Nguyễn Phương Hồng sẽ loan. Thưa cô nương, thật sanh tôi vô cùng sướng vui được cô nương tỏ tình yêu thương, nhưng thân tôi đã quen sống đơn côi dài đây mai đó. Nếu kết giao tình thì sợ sẽ làm phai nhạt sắc hoa. Thật xanh chàng ơi, thiếp đã nguyện dấy lòng cùng chàng đây nên duyên cầm sắc. Đừng, tôi chẳng có gì để mà nàng luyến thương. Thật sanh chàng ơi, xin chàng đừng nói tiếng biệt ly cho đau lòng người thuốc nữ. Đã bao tháng ngày xa văn kinh đô sông nơi núi rừng quan già, cùng với lũ sói lang yêu tinh quỷ quái, nhưng thiếp vẫn giữ vẹn tấm lòng trinh bạch và nguyện sẽ dâng trọn trái tim yêu cho đấng hùng anh đã cứu thiếp ra khỏi cảnh giam cầm. Lời đã nói ra thì tư mã có tâm, thiếp mong chàng đừng lạnh lùng chối bỏ mối tình đầu thiếp trao trọn cho ai. Nghĩa ân báo đáp cho tròn, xin chàng hãy nhận nơi em tấm lòng. Đời qua chỉ một lần hương, xin chớ phụ phàng mà lòng đầy đau xót. Đời tôi phiêu bạt khắp nơi xa gần, nên đâu dám cùng ngài cơ tình đôi đau giao kề. Người ơi đừng nên nói những lời kết xa, em quyết trao thân cùng anh kẻ cứu đời em. Chớ nên nói lời biệt ly cho em đau xót, hãy xây duyên tình người ơi.
nói không nên lời, nghẹn vui cùng ai chung bao. Quyết không đôi dời duyên nợ mối tình bền lâu. Lời hẹn ước hôm nay chàng nên ghi nhớ, đừng để mai sau cho duyên phận bẻ bàng. Yêu nhau xin có đất trời chứng cho lời nguyện không rời. Vào lãnh địa của ta, cướp đi người vợ yêu quý của ta, kẻ nào? Nàng hãy núp vào nơi kia để ta đối phó với con chàng tinh gớm ghiếc này. Xin chàng hãy cẩn thận. Nàng cứ yên tâm, ta không sao đâu mà. Nàng hãy mau trốn đi, lẹ lên, kẻo nó thấy nàng thì nguy. Kẻ nào? Kẻ nào dám hỗn láo với ta? Kẻ nào, hãy xuất đầu lộ diện đi! Kẻ nào? Ta đây, chính ta đã giải thoát người con gái mà nhà ngươi đã bắt giữ. Thì ra là thằng nhãi ranh, hôm nay nhà ngươi sẽ là món điểm tâm của ta đó. Chớ nói xàm, hãy đỡ cây búa thần của ta đây. Cây búa thần à? Được, thử xem. Ta đưa cổ của nhà ngươi chặt nè. Chặt đi. Hãy xem đi. Ủa, sao lạ vậy? Hỏng đứt cổ của nó. Chặt lại. Thì búa trẻ cũ của nhà ngươi đi gãi ngứa cho ta thôi. Nhóc con, còn thứ bổ bối nào lấy ra thử hết đi. Chặt búa ngươi coi như là gãi ngứa. Được, để ta bóp cổ coi ngươi có còn thở được hay không. Nào, hãy đưa cổ cho ta bóp. Cổ nè, bóp đi. Nghe thật đó. Buông ra. Buông. Chết nè. Buông ra. Chết nè. Buông ra. Trời ơi trời. Tự nhiên mày nổi cơn vậy sanh? Tự nhiên sao mày bóp cổ tao? Hả? Tôi... tôi bóp cổ anh hả? Trời ơi, chứ còn ai nữa mày thấy tao ho ho không? Xin lỗi anh nghe, tại tôi nằm mơ, tôi thấy tôi bóp cổ con chằn. Trời, trời ơi, con chằn cái đầu nó cứng quá, cứng còn hơn sắt nữa. Tôi lấy búa bữa nó cả trăm nhát mà cũng không xi nhê gì hết. Bởi vậy tôi mới định dùng tay bóp cổ cho nó nghẹt thở chết. Tôi đâu có ngờ là cái cổ của anh. Trời ơi trời, mày bóp cổ chằn gì đâu không thấy, với mày tao thấy mày bóp cổ của tao. Mày biết là tao nghẹt muốn đứt thở không? Mày mơ cái kiểu này hoài, chắc tao cho mày ngủ dưới bếp quá. Thôi, mày đừng có bóp cổ con chằn nó làm gì. Bây giờ tao chỉ mày bóp cổ cái này chắc ăn hơn nè. Bóp cổ cái gì? Bóp cổ chó. Nhanh đi, gần sáng rồi sanh ơi. Dạ, để tôi đi xúc miệng thay đồ cái đã. Khỏi xúc miệng thay đồ làm gì. Để vậy đi cho nó tiện. Lỡ có người phát hiện thì chạy lẹ, không có bị dướng díu, mày hiểu chưa? Trời đất ơi, ăn mặc như gì mà ra đường hả? Có gì đâu mà kỳ cục mày. Trời ơi, sao tự nhiên mày rắc rối nữa chừng vậy? Nè, đừng có lộn xộn mà nghe. Tao đã nói là giữa đêm khuya tăm tối phố xa vắng người, muốn đi bắt chó phải mặc quần đùi. Có gì mà quê, mày hãy nghe tao, chẳng ai thấy đâu.
mặc cho nó gọn để khi gặp chuyện thì giọt cho nhanh, mày cứ yên tâm. Nhưng sao tôi thấy nó như thế nào, giữa đêm khuya quát gió thổi mát người, quần đùi của tôi mỏng lét mỏng lơ lạnh quá anh ơi. Mày im cái miệng à mày, mày mà còn nói bậy hả? Đừng có trách tàu tàu quánh cho đau à. Dạ thôi thì anh biểu làm sao em nghe làm vậy, anh làm cái gì em làm theo cái đó. Biết vậy thì tốt. Nè Xanh nè, mày bắt đầu nghe. Theo tao đi kiếm chó quang ngoài đường mà rinh, nhanh tay nhanh dò nhanh mắt nhìn thấy là nhận liền. Dù cho khó khăn cỡ nào thì cũng phải quyết tâm, nhớ đừng để sống kéo mà uổng công. Em đây xin hứa nghe theo lời dạy của anh, mong sao giữa đường gặp chó thì em chơi liền. Mày chơi liền, dù cho chó điên chó khùng cũng không tha, bắt về hết sao. Anh đừng lo chi, tốt lắm. Nào chúng ta lên đường. Lên đường. Xanh ơi, Xanh em nè, tối qua không thấy mày, lại đây. Ở đây canh chừng, nếu có thấy bóng người nào thì báo cho tao biết nha. Dạ. Còn nếu ai có hỏi thì mày cứ nói là mày ở nhà nóng nực quá, ra ngoài này không gió nghe chưa. Dạ em biết rồi. Còn anh? Tao hả? Tao vào trong cái hẻm này coi có con chó nào đi lạc, tao thanh toán nó. Nhớ lời dặn của tao nghe mày. Rồi em nhớ rồi, anh đi đi, em canh cho. Cẩn thận. Chà, chó đâu mà sủa dữ vậy chà, có bắt được không? Nó sủa dữ vậy coi chừng nó táp một cái là chết liền. Xanh, em đi. Mày giác cái bao đi giùm tao coi. Cái gì vậy anh? Trời ơi, thì bắt chó chứ cái gì, giác đi. Dạ. Chạy tao tao nhanh lên cho người ta bắt em bây giờ, giọt lẹ. Dạ. Anh ơi, bán cho em nửa ký cày luộc đi anh. Dạ có liền. Ủa Thiên, anh Xanh. Trời ơi, anh Xanh đây hả? Ghét quá à. Sao không ghé nhà em? Tôi cũng định ghé nhưng ngại quá, sợ làm phiền gia đình Hiền. Có gì mà phiền, chuyện anh cứu em á thì lúc trước em có nói lại với ba rồi. Ba em rất là biết ơn và muốn giúp đỡ cho anh khi biết được hoàn cảnh khốn khổ của anh. Chuyện nhỏ nhặt như vậy có gì mà Hiền phải quan tâm đến như vậy. Tôi xin cảm ơn lòng tốt của Hiền và gia đình. Nhưng hiện thời tôi chưa dám nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, bởi vì tôi đã có công ăn việc làm rồi nè. Anh làm gì ở đây vậy? Anh ở đây lâu chưa? Hơn một tuần rồi. Có vất vả lắm không anh? Lương họ trả cho anh ra làm sao? Có khá không? Tôi làm ở đây với tính cách không phải là người làm công. Bởi khi biết được hoàn cảnh của tôi, bà chủ đã nhận tôi làm con nuôi, giúp cho tôi có được nơi ăn chốn ở là phước cho tôi lắm rồi. Tôi còn dám đòi hỏi gì hơn nữa. Như vậy thì em cũng mừng cho anh. Ở trên này anh đã có đi chơi ở đâu chưa? Chưa hả? Vậy hôm nào rảnh rỗi đó, anh có muốn được cùng em đi khắp nơi cho biết? Nếu được thế thì còn gì hơn nữa. Đã bao ngày tôi cũng muốn đi, đi khắp nơi cho biết thì thành. Nhưng ngặt gì tôi lạ cảnh lạ nơi, đi một mình chắc lạc lối về đây. Giờ có em làm tiếp viên du lịch, em sẽ dẫn đường đưa lối cho anh, để anh biết qua khung cảnh của thị thành. Có nhiều chỗ tuyệt vời mà anh chưa biết chưa hay, chẳng hạn như ở đây.
sen hay khu du lịch kỳ hoa vạn thánh hay là khu du lịch suối tiên? Những chỗ đó đó anh có đến lần nào chưa? Chưa, tôi mới lần đầu lên thành phố làm sao biết đường mà đến đó. Vậy hôm nào rảnh Hiền dẫn tôi đến mấy cái chỗ đó cho biết nha. Vậy chiều nay anh có bận gì không? Chiều nay hả? Chắc không có bận gì đâu. Không bận hả? Vậy mấy chiều nay em mời anh đi chơi cho biết nha. Uống cà phê ở tầng lầu 33, nhìn xuống thành phố nha, có nhiều cảnh đẹp lắm. Đi nghe anh. Đi. Nhưng chiều nay á, Hiền có đến thì chờ tôi ở ngoài đầu hẻm nha. Không vào nhà được sao? Thôi, để người ta nhìn thấy tôi ngại lắm. Vậy thôi cũng được. Đây, thịt tôi đã gói xong, Hiền cầm lấy đi. Cho em gửi tiền. Cảm ơn Hiền. Thôi, em về nghe. Nhớ chiều nay nghe. Em chờ đó nghe. Tôi nhớ mà. Thiệt, mình chưa từng thấy người con gái nào mà tốt như cổ. Mới gặp có một lần mà cổ đối xử với mình y như người thân trong nhà vậy đó. Mận ơi, mày làm ơn mày cho tao nghỉ giải lao vài phút nha Mận. Trời ơi, sao nghỉ hoài vậy bác Tư? Đi kiểu này biết đến bao giờ mới gặp. Gặp ai? Gặp Diêm Vương à, gặp Hà Bá mày. Trời ơi, mày nhìn cái chân của tao đây nè, mày thấy không? Trời ơi, cái chân của tao nó rung thấy ghê chưa? Sao rung dữ vậy bác Tư? Trời ơi, thì nó mỏi. Nó mỏi nó mới rung cho. Tao già rồi nên xương nó yếu, gân nó mềm, chứ đâu phải còn trẻ khỏe như tụi bay mà mỗi ngày đi bộ 40-50 cây số mà không biết mệt. Thôi được rồi, nếu bác Tư cảm thấy mệt á thì mình nghỉ một chút rồi mình đi nữa. Vậy là được á, chứ đi nữa chắc tao phải đi bằng xe cấp cứu á. Nè. Dạ. Mày đói bụng chưa? Trời ơi, đói thấu trời xanh luôn à. Tao tưởng bao tử mày bằng inox chứ không biết đói chứ. Nè, gặm đỡ cục bánh mì này đi. Dạ, con cảm ơn bác Tư. Tao nhắc cho nhớ nhôm, đây là dư âm cuối cùng đó. Giờ thì còn có cái ăn chứ tới chiều tao không biết làm sao rồi nha. Thiệt, càng nghĩ tao càng tức á. Trời ơi, mà bác Tư tức cái gì? Tức mày chứ tức cái gì? Tao hỏi mày nè, thằng Xanh nó là thằng đàng hoàng hiền hậu, nó dễ thương, nó siêng năng, nó chân thật, nó yêu thương mày, hết lòng lo cho mày. Vậy mà mày nỡ nào chối bỏ tình yêu để cho nó phải bỏ quê lên thị thành phải chăng
mày chẳng yêu thương, vì thấy nó khổ sở không nuôi nổi mày. Cũng vì chuyện này mà con mới chối từ, nghe theo lời ba má ép duyên. Tưởng đâu cùng trang lứa ngờ đâu ông già. Vì xấu hổ nên mày bỏ trốn, trốn một mình không chịu kéo luôn tao. Để giờ tao phải chịu lao đao, nhà có ruộng có mà lang thang ngoài đường. Giống y ăn mày, mày thấy không? Không gì. Nhưng con xin lỗi bác Tư, vì con đã làm liên lụy đến bác Tư. Nhưng bác Tư ơi, giúp người thì giúp cho trót. Đã lên tới Sài Gòn rồi, bác Tư đừng bỏ con ở trên này bơ vơ mà quay về với quê đi bác Tư. Con sợ lắm bác Tư ơi. Thôi được rồi, tao đâu có ngu dại gì mà tao về dưới cho ba má mày cạo đầu khô tao. Dạ. Mày yên tâm đi, tao không có bỏ mày bơ vơ đâu. Dạ. Mày muốn đi đâu thì tao đi theo đó, tao chấp nhận đi bụi với mày. Dạ. Già già với tao chịu chơi lắm à. Lỡ phóng lao phải theo lao chứ. Nhưng mà khổ nổi cái thành phố Sài Gòn này nó mênh mông quá trời quá đất. Rồi có biết thằng Xanh nó ở cái ngõ ngách nào mà tìm đây nè. Nhưng mà dù thế nào thì con cũng nhất quyết tìm cho bằng được anh Xanh. Ừ. Anh Xanh ơi, anh Xanh ơi. Giờ này anh ở nơi nào đâu, nơi nào đâu, biết chăng nơi này em khóc, khóc do bởi em ngu khờ. Em quá thôi nhiêu đó đủ rồi. Trời ơi, đừng có đứng đây mà mày tru mày tréo người ta dòm thấy kỳ cục quá đi. Bác Tư ơi, bác Tư giúp con tìm cho được ảnh nghe bác Tư. Nếu không á, con chết liền luôn á. Chết hả? Chết liền luôn á. Cũng đáng đời mày. Cho mày biết cái hậu quả thế nào là tham sang mà phụ khó. Bác Tư cứ mắng con đi, cứ nguyền rủa con đi, nguyền rủa cho đã rồi. Bác Tư dắt con đi tìm ảnh nghe bác Tư. Tìm nó thì tao phải đi tìm rồi đó. Nhưng mà trước khi đi tìm nó tao phải đi tìm cái ăn đã. Sao mở miệng ra bác Tư cứ nói ăn không vậy? Thì có ăn mới sống chứ mày. Mày có ăn không? Thì có, nói nào ngay thì cũng phải ăn. Nhưng điều nãy con nghe bác Tư nói gì cuối cùng rồi đó. Hết tiền rồi. Thì hết thì tao mới đi kiếm. Kiếm ở đâu? Thì kiếm ở trong túi người ta chứ kiếm ở đâu. Trời ơi, tính đi trôm hả trời? Gì à? Bậy à? Trời đất ơi, bộ mày tưởng tao là cái hạng người đó hả mày? Nói bậy không à? Thì bậy đâu thì chú nói trong túi người ta thì làm mất túi chứ còn gì nữa. Tao không có làm chuyện bậy bạ đó đâu nghe chưa? Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa con? Vậy chứ sao không phải móc túi thì sao bắt đòi lấy tiền trong túi người ta? Tao lấy tiền ở trong túi người ta, nhưng không phải là tao thò tay vô tao móc túi người ta, mà chính người ta tự thò tay vào túi móc tiền ra đưa cho tao. Trời ơi, vậy bác Tư tính làm Ấn Độ thôi miên sai khiến người ta. Gì? Ấn Độ gì đây? Thôi miên gì đây? Tôi giống mấy ông thôi miên rắn á. Tao đâu phải là phù thủy chứ là pháp sư đâu mà làm được cái chuyện đó mày. Vậy chứ sao mà lấy được tiền trong túi của người ta mà người ta đưa? Không biết gì hết trơn vậy. Có gì khó đâu. Tao đi làm công thì tới tháng người ta bắt buộc phải móc túi lấy tiền ra đưa cho tao thôi, phải không? Trời ơi, bác Tư thiệt à, giỡn trời không à. Vậy mà nghe bác nói con cứ tưởng tưởng cái đầu mày nè, nghĩ xấu cho bác mày không à. Bác Tư vậy bác đi làm rồi á, rồi bác Tư còn thời gian đâu mà đi tìm anh Xanh với con? Đi tìm thì cũng phải từ từ chứ đâu phải ngày bữa đâu đó, mày thấy không? Cả tuần qua rồi đó, có thấy gì được không? Tao với mày đã đi kiếm hết tiền, hết bạc, có gặp được nó đâu. Giờ hết tiền thì phải đi kiếm tiền.
có tiền thì mới có cái ăn thì mới có sức, mà có sức rồi thì mới đi tìm nó được chứ. Tao nói đúng không? Dạ, bác nói không sai. Ừ, không sai phải không? Không sai thì bây giờ đi theo tao, tìm chỗ nào cần người làm mướn thì nhảy vô mà làm mướn, kiếm cơm sống qua ngày. Còn chuyện thằng Xanh tính sao? Đi không? Dạ, mình đi. Ôi, ôi trời. Mận ơi, mày thấy tao giống như La Thành bị thọ tiễn không? Dạ. Tao đói quá, cái bụng tao như ai đút cái cây cào cỏ mà cào trong ruột tao tới lên bao tử. Ê con ơi. Dạ. Như ơn trước có quán cơm chay hay là có quán nhậu gì đó đâu, bác cháu mình vô đó hỏi thử coi, may ra có thiếu người, bác cháu mình xin vô kiếm cơm kiếm rượu nhậu chơi con. Trời ơi, đói từ chiều tới giờ xỉu luôn vậy, được ăn cơm là mai phước ông bà ông giải rồi, còn bị đặt đòi nhậu chi vậy bác Tư? Thôi bác vô hỏi mình đi, con đứng ngoài này con chờ, nó được thì bác kêu con vô. Mày chơi gác tao không, vô thì vô một lượt chứ đứng ngoài này làm cái gì? Mày là con gái, mày dùng mỹ nhân kế mày dễ xin việc hơn tao. Thôi mà con có vô nó đâu, vô chỗ nào được chứ, vô quán nhậu con sợ lắm. Mày sợ cái gì mà mày sợ? Sợ mấy thằng trai dây sòm á, trời ơi. Nhắc tới cái mà ốc ác con nổi lên luôn á bác. Bác đâu có biết đâu. Hồi chiều khi mà con với bác ghé vô cái quán nhậu lẩu dê gì của cái bà mập mập đó, bác còn nhớ không? À, nhớ rồi. Cái bà chủ quán mập mập đó chứ gì. Trời ơi, bác nghe người ta gọi bà bằng bà mùi. Sao? Bà nói gì con hả? Bà thì không nói gì, có mấy người khách ngồi nhậu nói thôi à. Mà họ nói giống gì? Thì nghe cái nói con: em ơi, em đẹp quá, dễ thương quá. Vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, họ khen mày đẹp thì có gì đâu mà mày sợ. Có chuyện đó cũng, mà điều kêu con hỏi tên hỏi tuổi con nữa cũng mệt lắm. Hỏi tên tuổi tức là họ muốn làm quen, vậy là họ quá lịch sự rồi, mày còn nói gì nữa? Nói đại tên tuổi cho họ biết đi. Thì có nói mà. Vậy là tốt rồi, sao nữa? Rồi cái hỏi con: em ơi, em đẹp vậy rồi em có đi không? Nói gì không? Ê Mận, bộ thằng đó nó mù hả mày? Trời ơi, mắt sáng trưng cho mù vậy. Sáng trưng? Sáng trưng mà không thấy mày có cẳng có giò hay sao nó hỏi mày đi kỳ vậy? Bởi vì tức mình con mới nói gì chả. Ê cha nội, hỏi gì kỳ cha nội, tôi còn chân còn cẳng đàng hoàng đi sống đi. Mày trả lời thẳng vô mặt cha nó vậy á. Ê con trả lời vậy rồi nó trả lời ngược lại với con sao con? Nó đâu nói tiếng nào đâu, đôi mắt nó đỏ ngầu, nó nhìn xoáy vô con giống như muốn ăn tươi nuốt sống con. Từ từ tiến lại rồi chụp cái tay con rồi kéo vô lòng cha. Trời ơi, con mất hồn mất chiếc, đạp cho một cái rồi bỏ chạy luôn chứ làm gì. Hèn chi lúc nãy tao đi tao thấy mày mất tiêu, làm tao kêu muốn bể cổ họng luôn. Thôi đúng rồi, mày gặp nhầm cái thằng quỷ Sa Tăng rồi. Thì sao nữa? Nếu mày sợ thì thôi khỏi vô, cứ đứng ngoài này. Bởi vì? Để tao gọi. Nhớ đừng đi đâu nghe chưa. Dạ. Nè, lượm cục gạch thủ sẵn đi, nếu mà có ai tới giở trò sàm sỡ, cầm cục gạch trên tay chọi thẳng vô mặt cho tao để giữ tròn phẩm giá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ, con xin nghe lời bác Tư chỉ dạy. Ừ. Cục này được không? Ê, trời ơi, mày lượm cục nhỏ nhỏ thôi, mày lượm cục bự quá. Trời ơi, lỡ nó thành hung khí gây ra án mạng nè, tao có chịu trách nhiệm đâu mà nha. Nhỏ thôi. Dạ. Nè cục này nè, nhỏ nè mà nhọn nè. Đó, dạ. Được á. Dạ. Cầm ý không? Tao đi á. Ê cậu ơi. Ê cậu gì đó ơi? Nghỉ bán rồi, muốn nhậu á thì đi quán khác, không mai hẳn đến. Dạ không phải tôi đến đây để nhậu đâu cậu.
mà tôi tới để tôi xin việc làm. Dạ, ở đây cậu có thiếu người chạy bàn không? Dạ, tôi xin cậu một chân chạy bàn hả cậu? Trời đất ơi, hai chân người ta chạy còn chưa thấy gì. Ông một chân xin vô đây để nhảy cò cò hả? Không có được đâu. Ấy, không phải. Tôi nói một chân là một chân chạy bàn, chứ không phải là cái bản thân tôi là chỉ có một chân. Rõ ràng tôi còn hai chân rồi nè. Không tin thì cậu nhìn thử coi. Ôi, chân cẳng thẹo không gì đẹp đâu mà khoe. Sao vậy đi ông ơi? Ở đây không có cần người phụ đâu. Thiệt đó. Ủa? Bác Tư? Bác Tư, bác đi đâu mà lên trên này vậy? Trời đất ơi, mày đó hả Sanh? Con đây, Sanh đây. Sanh con. Bác Tư. Trời ơi, tao gặp được mày tao mừng quá Sanh ơi. Bác đi đâu mà lên tận Sài Gòn vậy? Đi tìm mày chứ đi đâu. Trời ơi, cả tuần nay tao đi kiếm mày muốn lòi cặp mắt ếch luôn mà không có gặp đây nè. Bác Tư lên Sài Gòn được một tuần rồi sao? Mấy ngày qua bác ở đâu? Khắp nơi. Nhà trọ có, công viên có, vỉa hè cũng có. Sao bác lại ngủ vỉa hè? Có tiền đâu mà vô khách sạn nhà trọ ngủ. Không tiền thì ngủ vỉa hè thôi chứ sao mày. Bác Tư không có ai bà con trên Sài Gòn sao? Nếu có thì thân tao đâu có ra nông nổi này. Mà bác lên Sài Gòn tìm con có chuyện gì không? Hỏi nghe nổi dịch không? Có chứ sao không? Tao lên đây cốt yếu là để đòi nợ mày đó. Ê, mày có tiền không? Trả đây mày. Bác Tư, bộ bác sợ con giật hả? Không phải tao sợ mày giật, mà tại lúc này tao đang khổ. Bởi ruộng nương chưa tới vụ qua muộn, thóc gạo trong nhà giờ đã sạch trơn, nên buộc lòng tao phải kiếm tìm mày. Giờ gặp mày tao thấy mày là ông chủ rồi, cơm no áo ấm tiền bạc chắc dư thừa. Bác ơi, con phải đâu là chủ quán thịt cày, con cũng chỉ là người làm mướn làm thuê. Vì bởi duyên mai nên con gặp người tốt bụng nhận làm con nuôi, nên con có chỗ nương nhờ. Cuộc sống của con cũng vất vả vô cùng, sáng thì bán thịt cày, đêm đến lại đi chôm. Chôm! Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ mày cũng tập tành ăn trộm nữa hả Sanh? Đâu có. Cái gì mà ăn trộm? Con có ăn trộm của ai đâu. Vậy chứ mày vừa nói câu chôm là chôm cái gì? Con có chôm gì đâu. Bác Tư nghe lộn rồi. Con nói là đem đến lại đi khôm. Khôm chứ không phải là chôm. Chôm là chôm chĩa, ăn trộm. Còn khôm là khôm lưng. Bởi vì ban ngày chạy sổng lưng nên tối đến phải mỏi, thành thử phải đi khôm cho nó đỡ mỏi lưng mà. À, thì ra vậy. Có chữ khôm với chữ chôm mà nói cũng không rõ ràng. Nói vậy mày không có tiền hả? Nói không tức là nói dối. Mặc dù con làm không lương, nhưng lâu lâu má nuôi cũng có cho ít tiền tiêu vặt. Con không có xài mà bỏ ống. Nếu bác cần con sẽ gửi cho bác, coi như con trả bớt số nợ mà con đã vay. Khi nào có nữa con sẽ trả thêm. Nhiều không? Dạ đủ cho bác sống lây lất một tuần. Bác ở đây chờ con, để con vào trong con lấy ra cho bác. Thôi khỏi. Tao chỉ đùa với mày vậy thôi, chứ tao tìm gặp mày không phải là để đòi nợ. Không phải để đòi nợ? Ừ. Vậy bác tìm con có chuyện gì? Tao tìm mày là vì con Mận. Nó nhớ. À không phải nó nhớ mà nó nhờ tao. Nó muốn gặp mày. Gặp con để làm gì? Khi Mận đâu có chồng rồi. Mày không nghe gì hết hả? Ôi trời ơi, thằng nó dở. Nó bỏ chồng đâu mà. Mận bỏ chồng? Ừ. Bác Tư, bác nói chơi hay nói giỡn vậy? Tao nói thiệt. Con Mận nó bỏ chồng ngay cái ngày đàn trai họ tới rước dâu. Con Mận bỏ đi để hai họ bàng hoàng. Kẻ chết những người lạnh lùng quay lưng, chẳng ai nói một câu. Nhưng lý do gì mà Mận làm như vậy? Khi hai người họ hết lòng quý mến, thương yêu thề hẹn trăm năm. Một người chồng cao sang giọng tầm, Mận hằng nhớ thương từng nói với con. Ôi những lời nó nói với bày, đó là lời nói
dối mà thôi. Bởi do cha mẹ nó ép hình sắp đặt, nhưng chúng nó chưa bao giờ biết ra mặt, chưa một lần là trò chuyện. Đó, tới cái khi mà đàn trai họ đem xe qua, tới họ rước con Mận đi về bên bển, thì nó mở cửa xe qua, nó bước vô, nó tá hỏa, nó la làng quá trời quá đất. Bởi vì nó mới nhìn mặt được chàng rể chồng của nó lần đầu tiên đó. Bộ người đó xấu lắm sao mà Mận phải hết hồn? Coi được chứ không xấu. Gia đình thì giàu có, ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Vậy là tốt rồi, Mận muốn có chồng giàu mà. Nhưng có điều chàng rể thì tuổi tác xem với cỡ tao. Trời đất, khoảng chừng 65, 66 gì đó. Trời đất ơi, chồng của Mận là một ông già. Mà khổ nỗi có tiền không chịu trồng răng nữa chứ. Toàn là thấy nú không à. Mỗi lần cười thì hàng tiền đạo, hàng phòng thủ vừa mất ráo trội. Chứ còn lại có cái thằng thủ môn không à. Mày coi á, bởi vậy con Mận nó nhìn thấy là nó điếng hồn. Nó còn tâm trí đâu mà nó yêu với đương nữa mày. Bác Tư à, bây giờ Mận đang ở đâu? Bác Tư có biết không? Nó ở kia kìa. Thôi để tao ra kia, tao kêu nó một tiếng nó vô gặp mày. Cha gặp mày chắc nó mừng lắm à. Chờ một chút kìa. Mận ơi, vô Mận. Vô đây, vô đây nhanh lên, có người muốn gặp mày nè. Dạ. Bác Tư, bác xin được việc làm rồi phải không? Đói quá rồi, chịu hết nổi rồi. Chưa, nhưng có người này muốn gặp mày. Đâu, nhìn kỹ có ai đây. Mận. Hả? Anh Sanh. Mận, anh thở không nổi. Ôm nhẹ nhẹ. Trời ơi, mấy ngày trời ròng rã tìm anh, em cứ ngỡ sẽ không còn được gặp anh. Vậy mà giờ đây đưa ôm ấp trong vòng tay mà em dường như nó đang mơ màng bấy lâu mong chờ, thầm gọi tên anh cầu xin tha thứ. Vì khi trước em ngu khờ nên gây khổ cho anh nhiều, giờ gặp lại nhau em quyết không xa rời anh. Anh Sơn, đến bây giờ Mận mới biết được là Mận yêu anh. Anh Sơn, em yêu anh. Mận, đừng quá xúc động con. Còn già này đứng đây mà. Thôi chuyện này để ngày mai rồi sẽ trao đổi sau. Giờ cũng trễ rồi, bác Tư và Mận hãy vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thôi ngủ sớm đi, vậy chắc ăn. Chắc đêm nay tao với mày không ngủ được quá Sanh ơi. Sao vậy bác Tư? Bộ nhớ nhà hả? Không phải, tại cái bụng nó kêu quá làm sao mà ngủ được. Hỏi thiệt nha, không trong nhà còn gì để ăn lót dạ không? Từ giờ tới chiều tao với Mận không có hộp cơm nào trong bụng hả? Trời đất, bác và Mận nhịn đói từ chiều giờ hả? Chứ không có đồng ten nào trong túi làm gì mà ăn hủ tiếu được. Thôi được rồi, vậy bác cho Mận vào nhà để con dọn cơm cho bác và Mận ăn. Cũng may là hôm nay con nấu cơm hơi nhiều, với lại má nuôi con đi ăn đám giỗ ở nhà bà con, chắc mai mới về. Còn anh Thông anh nuôi của con thì đi hát karaoke, khuya mới về. Cơm nè, bác Tư và Mận cứ ăn thoải mái, đừng có ngại. Mận à? Dạ. Mận ăn được thịt cầy không? Dạ, thịt chó hả anh? Chà, trời đất ơi, lâu lắm rồi tao không ăn được cái món thịt cầy vậy nha. Sao bây giờ tao thấy nó chắc tao phải nhức bụng cho đã nha. Ê, chanh. Dạ. Thịt cầy này ăn
Ăn không thì uổng quá mày. Có rượu không cho tao biết coi. Dạ có chứ, ở đây là quán nhậu mà. Bác Tư muốn uống loại rượu nào? Tao quen uống đế rồi. Lấy xì rượu đế tao đi. Dạ rượu nè bác. Mày uống với tao cho vui đi. Dạ thôi, hôm nay con nhức đầu lắm, để hôm khác đi. Bác và Mận cứ ăn uống tự nhiên. Ăn xong bác cứ vào phòng con nghỉ, còn Mận vào phòng của má nuôi con nghỉ tạm. Ngày mai anh sẽ sắp xếp lại. Chà, lâu ngày ăn được bữa thịt chó ngon quá. Dạ ngáp dữ. Thôi tao mỏi mệt lắm rồi nha, giờ tao ngủ à. Phòng của mày là ở chỗ nào đâu xanh chỉ tao coi. Dạ bác Tư đi theo con. Mận cứ từ từ ăn nha. Dạ. Mỗi lần không ăn được thịt cày, bữa nay đói ăn thử thế cũng ngon ghê luôn á chứ. Ủa hết hồn. Mận đã ăn no chưa? Dạ em no lắm rồi. Mận cứ để tôi dọn cho. Anh Sanh, Mận muốn nói gì? Mận bị em muốn nói về cái chuyện tình cảm của anh đối với em á. Thôi có chuyện gì Mận hãy để sáng mai hãy nói. Giờ Mận đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi đó. Giờ bị gì, bị lên đây với chuyện này không mà giờ không biết được, ngủ không được anh ơi. Biết rõ liền lúc này. Anh Sanh à, anh nói cho em biết những gì mà em đã đối xử không phải trước kia với anh đó. Anh có còn giận em không vậy? Không. Không hả? Có nghĩa là gì, là anh Sanh vẫn còn yêu em hả? Không. Không. Anh nói dối à? Anh nói dối, nói xạo à? Tôi nói thật. Mận hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Đúng là trước kia tôi rất yêu Mận, yêu cuồng nhiệt. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã không còn yêu. Khi hiểu ra mọi điều, em với tôi không cùng chung ý thì có đâu qua đôi. Bởi xưa tôi non lòng tình cảm một vòng chớ phải đâu. Vậy là vẫn còn giận em không? Không phải vậy Mận à. Giận hờn không hề, Mận đừng nghĩ thế. Bởi quá lâu rồi tình em tan biến trong tim. Nay tôi đã san sẻ tình cùng một người có chung yêu nhau. Chúng tôi nguyện thề sống trọn đời, quyết không rời xa. Nghe như sét đánh bên tai, nhói đau buốt tận con tim. Tôi còn đi trong mong anh đã không còn yêu. Mận ơi, dù lời nói yêu thương ngày xưa không còn nữa, nhưng tình cảm trong tôi đối với em không hề phai nhạt. Mình không thể yêu thương như tình chồng vợ thì hãy yêu thương như nghĩa anh em trong một mái ấm gia đình. Đừng nghĩ tới mà chi những chuyện đã qua rồi, hãy cứ sống bình lặng để tâm hồn thảnh thang. Níu kéo làm gì những chuyện xưa cũ để héo hon.
giờ ta hãy xem nhau như là anh em ruột thịt, chia sẻ vui buồn chăm sóc cho nhau. Chuyện duyên nợ là chuyện của ông tơ bà Nguyệt. Anh nghĩ rằng rồi đây em sẽ gặp được một người xứng lứa vừa đôi. Hơn hẳn anh nhiều. Sao em có bằng lòng những lời anh vừa nói không? Anh Sanh à, chuyện anh nói để em suy nghĩ lại rồi sáng mai trả lời cho anh biết nha. Chuyện đã vậy rồi em còn suy nghĩ gì nữa. À mà thôi tùy em, vậy em đi ngủ đi. Mận nè, em đóng cửa giúp anh nha. Ủa giờ này khuya rồi anh còn đi đâu nữa? À, anh đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì á? Chuyện của anh em hỏi làm gì. Nè, khi nào anh Thông về em ra mở cửa giúp cho anh nha. Nếu à ảnh có hỏi em nói em là em họ của anh. Nhớ nghe, anh đi à. Dạ em nhớ mà. Má ơi, má ơi má. Má à. Trời đất ơi, bà già này sao mà ngủ trưa quá vậy kìa. Thường thường giờ này là bà đi xòe rồi. Chà, chắc bộ bức vốn hay sao đấy à. Má ơi, dậy đi má. Dậy 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 dậy. Bên nhà bà Sáu đang thiếu tay kìa. Dậy đi. Dậy. À! À! Ông là ai vậy? Cô là ai vậy? Ông là ai? Sao lại vô phòng khi tôi đang ngủ vậy? Nhưng mà phòng này là phòng má tôi chứ phải một phòng cô hả? Tôi hỏi cô là ai? Ở đâu tới? Tại sao vô phòng của má tôi? Ha, à, tôi biết rồi. Ăn trộm phải không? Ăn trộm. Không phải. Không tin. Ngồi yên đó. Phải kiểm tra đồ đạc mới được. Em chỉ vô ngủ nhờ thôi à, chứ em không lấy gì hết trơn á. Ý, anh Lạnh Thông phải không? Tại sao biết tên tôi? Anh Sanh nói. Thằng Sanh? Ủa thằng Sanh nó đưa cô vô đây hả? Dạ. Trời đất ơi, cái thằng quỷ sứ này bữa nay nó quậy quá cỡ rồi. Lựa lúc tôi vắng nhà nó dẫn bồ nó về nhà nó quậy. Cô là bồ của thằng Sanh phải không? Còn gì nữa. Ê, trời ơi, không phải. Em là em họ của ảnh. Em họ à? Dạ. Mà đúng em họ không? Dạ, dạ phải. Ờ, em họ thì được. Nè. Dạ. Em họ gì đó ơi? Em họ tên gì vậy? Em tên Mận. Chà. Mận. Cái tên sao mà nghe nó ngọt như là mận vậy? Mà mận gì đấy? Mận Bách Thảo hay mận Hồng Đào? Không biết nữa, mà điều tùy anh đi. Anh thích mận gì á thì em làm mận đó đó. Vậy sao? Nè Mận ơi. Dạ. Mận có biết là Mận đẹp lắm không? Trời ơi. Mận bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tròn 25 á. 25? Dạ. Vậy chứ Mận có chồng chưa? Chưa. Chưa thiệt không? Thiệt luôn á. Nè, nghe anh Thông hỏi Mận câu này, Mận phải trả lời thiệt tình nghe. Dạ. Anh Thông hỏi gì cứ hỏi đi, rồi Mận trả lời. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Cái giọng sao mà nghe nó ngọt như mía lùi vậy đó. Nghe anh hỏi nè Mận. Dạ, anh Thông hỏi đi. Anh hỏi một câu rất đơn giản. Em có muốn làm vợ bé anh không? Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, vợ bé. Ờ. Có vợ rồi á. Ừ. Sao đèo bồng dưới ông? Ý, ai nói vậy? Ai nói anh có vợ? Anh có vợ hồi nào? Anh chưa có vợ mà. Chưa vợ. Ừ. Sao bắt người ta làm vợ bé ông? Ờ, thì tại bị bởi vì anh đã có người anh yêu, dẫu chưa nên chồng nên vợ nhưng yêu từ lâu. Còn em tới sau nên đành cho làm vợ bé thôi. Đừng lo với anh công bằng, anh vợ nào cũng
cho tan đời ra. Tha tôi ở không cho rồi, ai khờ dại mới ưng. Làm ơn tránh xa chỗ này, không thì tôi sẽ la. Bó! Cái gì vậy, cái gì vậy? Anh thương anh yêu chứ anh có làm gì đâu mà em lại la. Mận, ưng anh đi. Dạ. Ưng anh thì em muốn cái gì anh cũng chiều hết. Dạ. Em đẹp quá Mận ơi. Thôi nghe, đầu cổ tôi thờ ông bà tôi nghe, không có giỡn kiểu đó nghe. Mận Ân đứng ra ngoài cho tôi yên coi. Nhà của anh mà, anh muốn ở đâu anh ở chứ. Mận ơi, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Mận ơi. Trời trời, anh yêu em. Anh yêu em. Người ta cứu tôi. Anh yêu em. Cứu tôi. Ủa, tiếng ai là sao giống tiếng y như Mận rồi kìa. Trời ơi, anh buông ra, trời tôi chết liền bây giờ. Không buông, anh yêu em mà. Trời ơi, trời ơi. Ê, thằng khốn nạn. Gì vậy, ai đây đi? Tao là cha già nè, mày đi giỡn trò mất dạy phải không mày? Mày ngon không? Ngon không? Ê, nhột nghe, nhột nghe, nhột. Cho mày chết nè. Nhột nè. Cho mày chết nè. Bây giờ, ê, bụi đánh đánh thiệt hả? Ê, trời đất ơi, bây giờ, bây giờ. Mơ người ta ăn cướp giật đồ, nó vô nhà tôi nó còn đánh tôi nữa nè. Trời đất ơi, mơ người ta. Ủa, anh Thông, anh sao vậy? Sao trăng gì? Trời ơi trời, cái thằng em nuôi khốn nạn khốn khổ. Tại sao mày dẫn người lạ vô nhà đánh tao? Ôi trời, ôi đau quá đi. Bác Tư, có chuyện gì vậy bác? Còn em Mận, em sao vậy? Anh Sanh, em kìa Mận. Bác Tư, cái thằng anh nuôi khốn nạn của mày á, giở trò sàm sỡ với Mận, tao lập tức tao đánh nó, đánh cho nó một trận á, được không? Trời đất ơi anh Thông, tại sao lại làm như vậy? Đây là em họ của em mà. Tao có làm gì đâu, tao thấy nó đẹp quá, tao ôm chút không được sao? Ê, tao rồi sao mày không ôm, mày ôm nó mày. Thôi, ông im đi, ông nín đi. Nhà của mấy người ở đâu vậy đó hết đi. Đây là nhà của tôi. Nè, tôi không có chứa chấp ai hết trơn hết trọi nha. Anh Thông, em xin anh. Xin gì? Anh đã để cho bác Tư và Mận ở tạm nơi đây phụ giúp việc bán buôn. Lúc này quán đông khách, anh em mình làm không có kịp đâu. À, tao mướn người khác, chứ hai người này tao không có ưa. Nè, thấy mặt cha già là tao quê liền. Đá tao nãy giờ. Trời đất ơi trời ơi, còn lói mẹ ơi. Tao không có chứa. Anh Thông, hoàn cảnh của Mận và bác Tư đang gặp trở ngại. Anh làm phước tạo điều kiện sống cho họ đi anh. Tao lặp lại cho mày nghe, tao nói không là không, 1000 lần cũng không. Chưa chấp họ ở đây là có ngày tao. Trời ơi, lói nữa, có ngày tao vô bệnh viện mày ơi. Mày có hiểu không, mày biết tao đau lắm không? Nằm viện hay không là do anh. Ai biểu anh không bỏ cái tật. Tật gì? Tật dê sòm của anh chứ tật gì? Nói cho mày hiểu, đàn ông thằng nào cũng có máu dê hết. Mày gặp đàn bà con gái, tao hỏi mày gì cho mày có mê không? Đành rằng vậy. Nhưng ít ra anh cũng phải tỏ ra người lịch sự, chứ ai lại sổ sàng sàm sỡ nhanh vậy? Trời ơi, nó còn nói tôi sổ sàng sàm sỡ. Bây giờ mày binh họ, mày chửi nặng thằng anh hai mày đâu phải không? Em chỉ nói lẽ phải thôi à. Thôi cũng được, nếu anh không bằng lòng để cho họ ở lại giúp mình thì cứ để họ đi. Nhưng chuyện vừa rồi, em đợi má về, em sẽ nói lại cho má biết. Trời đất ơi, tao sợ quá. Bây giờ mày lôi bà già ra mày hù tao nữa phải không? Em nói thiệt chứ có hù. Mày muốn giết chết thanh danh của thằng anh hai mày đấy phải không? Tự anh làm chứ ai. Mày biết quá mà. Cái miệng của má tao, bà biết chuyện này bà la một tiếng thì cả xóm đều nghe hết trơn hết trọi. Vậy giờ anh tính làm sao? Muốn để họ ở lại giúp việc thì cứ để. Tốt. Nhưng mà nên nhớ làm ở đây tao không có trả lương nghe chưa. Tao chỉ cho ăn cơm với xương cầy thôi chứ không được thịt. Sao được? Không sao đâu, vậy cũng tốt rồi Sanh ơi. Nhưng mà nè, cậu Thông à, xê tôi ra, đừng đứng gần tôi. Ông muốn gì nữa đây? À thì
cũng không có gì to tát lắm đâu. Tôi chỉ muốn xin thêm cậu à, trong mỗi bữa ăn cậu cho tôi thêm xì rượu đế là tôi được rồi. Quá đáng, cho ở lại mà còn đòi hỏi nữa. Anh Thông ơi, thôi mình về ngủ đi nha. Nãy giờ mỏi chân quá mà có thấy con chó nào lảng vảng ngoài đường đâu. Chắc nó thấy cái hơi anh nó sợ nó trốn hết rồi. Mày đừng có nói tầm bậy, răng chút nữa đi. Hey. Gì? Sanh. Gì? Mày nhìn tiếp tao coi, có phải con đó là con chó không? Có con chó nào đâu. Trời ơi, đó, mày thấy không? Một đống thù lù đó, nó nằm ở dưới cái cây cột đó. Thôi cha ơi, mắt cha quán gà rồi, có hơn gì tôi đâu. Trời đất ơi, cái đống vẽ rách chứ con chó nào đâu mà nằm. Vậy là mày không tin tao phải không? Dân bắt chó chuyên nghiệp mà, tao nhìn cái tao biết là chó rồi. Mày coi tao trổ tài rồi. Mày nói đúng, đống vẽ rách. Chó đâu mà chó. Về ngủ cho rồi anh Thông ơi, tôi mở mắt không lên rồi đó. Thiệt đúng là làm chuyện rùi mà. Mày nói cái gì với mày? Cái gì rồi? Mày mà còn lách cha lách trách là tao xé té cái miệng thúi của mày ra liền đó, mày nghe không? Không bắt được chó ngoài đường thì tao sẽ bắt chó ở trong nhà. Trời đất ơi, ở tù nghe cha. Đêm nay tao nhất định phải quyết tâm bắt cho được chó. Nếu mà không bắt được nhiều con thì tệ lắm tao cũng phải bắt được một con. Ổng lẽ lại về không, mày mau đến đây cùng tao. Tao đã quyết định thì tao làm cho được. Mày hãy leo cùng tao vào trong cái nhà này. Xin anh chớ vô làm chi, đi bắt chó chứ phải đâu là đi ăn cướp của người ta, mà anh lại vô nhà người làm bậy. Bộ anh muốn vô tù hay sao mà làm liều? Mày mà nói chữ tù cái nữa tao giả cái miệng mày tét bét bây giờ đó. Vô nhà người ta, người ta bắt được ở tù chứ sao. Trời ơi, đi bắt chó mà mày nhát quá trời quá đất vậy. Cứ lanh chanh lách chách hoài à, xanh à, mày im cái mồm mày lại. Mày đừng có chọc tao nổi quạo, coi chừng tao đánh nghe chưa. Biết không thì đừng có nói, tao muốn làm gì tao làm. Mày hứa gì sao mày không nhớ, hãy leo vào cùng tao bắt chó. Nhanh lên đồng bao chụp liền. Trời ơi, có vậy mà mày làm cũng không xong nữa. Theo tao, nhanh lên. Đó, có mồi rồi. Đó, tao chụp nghe. Rồi, dính rồi. Nè, xanh ơi, tiếp tao. Ôm cho chắc, đừng cho nó chạy nghe chưa. Trời ơi, cái tay mày đâu, bóp miệng nó lại, đừng cho nó la. Nó mạnh quá cha ơi, tôi làm không lại nó nè. Rồi, nhanh lên, nó sực tôi mấy nhát rồi nè, nhanh lên. Từ từ, đừng có hối. Làm gì hối dữ vậy? Cái bao đâu? Trời đất ơi, nãy giờ mà chưa thấy được cái bao nữa hả? Ở đâu? Ở dưới chân tôi nè, nhanh lên đi. Nó chơi thêm hai cái vào tay tôi rồi nè. Nhanh lên, tôi buông nó ra bây giờ à. Không sao đâu, nó cắn mày phải không? Mày cắn mày đi. Chịu thêm vài cái nữa đi, đừng có buông nghe. Rồi nè, cái bao nè, đưa cái đầu vô. Vậy đâu, đưa dây cột lại. Trời ơi, nó sủa nữa nè. Kèm rồi, để tao cột lại. Rồi, xong rồi. Giọt, giác đi. Mày giác á. Anh trộm, có người đang chó nè. Tao giọt trước à. Ê, giờ tôi với anh Thông. Trời đất ơi, họ phát hiện ra mình rồi, làm sao đây? Làm sao ai biết làm sao
Xanh rồi, xanh. Núp vô. Núp vô cái chỗ này. Núp vô. Chừng nào êm thì mình ra nghe không? Núp vô. Ừ, vậy đi. Chứ tôi đi hết nổi rồi. Bớ người ta, có kẻ ăn trộm chó tôi. Con chó cưng, con chó yêu của tôi bị trộm bắt rồi. Trời ơi, tôi chết liền bây giờ. Trời ơi, Hiền ơi, bà Vũ ơi, chạy đi kiếm giúp giùm con chó cho ba đi con ơi. Trời ơi, khổ quá, con chó cưng, con chó quý của tôi. Trời ơi, ba, bình tĩnh đi. Ba từ từ rồi mình tính chứ. Tính cái gì? Bà la bà khóc đâu có ích gì. Tính cái gì mà tính, đi tìm con chó cưng cho ba về đi, nhanh lên. Ông Vũ ơi, giờ này khuya quá, để cô Hiền đi tìm chó đâu có tiện đâu. Vậy thì bà đi với nó, đi báo dân phòng đi, kiếm được con chó cưng về đây cho tôi, tôi sẽ thưởng cho. Bình tĩnh lại ông chủ à. Hay là để sáng mai mình đi đăng báo tìm chó lạc nghe. Chứ giờ này tôi với cô Hiền mà đi ra ngoài chứ không có tiện. Lỡ có chuyện gì à, ông chủ ơi, khổ lắm chủ ơi. Mất con chó cưng của tôi còn khổ hơn nữa kìa. Trời ơi, bà nói gì kỳ vậy? Cái gì mà kỳ? Nó là con chó khôn nhất nhà mà. Nó đã giữ của cho ba suốt bao năm trời. Khi còn lận đận cho đến giàu sang, tu bi tài trí xưa nay thế gian đâu dễ gì tìm. Lẽ đâu thác quan cho đành. Trời ơi, giờ đây tôi biết làm gì. Cho yêu giờ ở nơi nào, mày để chúng bắt làm gì. Cho tao khổ sở như vậy, cầu xin trời Phật thanh thần cho con tìm được con chó tu bi. Dạ ông bà trời Phật giúp đỡ cho con tìm được con chó cưng, con chó yêu của con. Con sẽ tạ lệ cho ông bà trời Phật một cái đầu con vịt. Hả? Cái gì mà phải cái đầu con heo chứ. Ông chủ, sao ông chủ không cúng luôn nguyên con heo? Cúng gì có cái đầu không vậy? Cúng chi tới nguyên con dữ vậy? Để cho bà hưởng xoái hay chi? Tôi đâu có ngu. Trời ơi, cúng ông bà trời Phật mà ông chủ tính toán quá. Trời ơi, chết tôi rồi trời. Ba gì? Ba đi đâu vậy? Đi kiếm con chó chứ đi đâu. Trời ơi, ba ơi, khuya lắm mà còn đi đâu vô nhà tôi. Sáng mai hắn tìm hắn kiếm con tìm cho. Chờ qua sáng mai chặt bà, con chó vàng của ba. Người ta nướng chui đò rồi, con ráng tìm giúp ba. Cô hai thân gái đi đêm là điều không nên. Nếu ông muốn tìm ông kiếm, ông tìm đi. Còn tôi thấy trong ngôi nhà, không thì trộm nó vô. Trời ơi biết đi nơi nào, tìm cho được chó yêu. Ông chủ nói đúng đó. Biết tìm đâu bây giờ. Thôi à, hay là để sáng mai mình đi tìm. Hoặc là đăng báo tìm chó lạc nghe. Trời ơi, chó nào ở đâu mà lạc? Chó ở trong nhà chứ lạc cái gì mà lạc? Chó bị trộm bắt à, nó ăn trộm chó vàng của tôi. Chó vàng nhà của tôi biết không? Trời ơi là trời, con chó cưng, con chó quý của tôi bị người ta bắt rồi. Bà con ơi, có người bắt chó của tôi nè bà con ơi. Là bà con ơi, làm ơn làm bước tìm giúp con chó giùm tôi bà con ơi. Ai mà tìm được con chó muốn gì tôi cũng chiều hết. Nếu mà người nào chưa vợ thì tôi sẵn lòng gả con gái tôi cho. Tôi không có tiếc gì hết á. Hả? Ông chủ, ông mới nói cái gì vậy? Tôi nói là nếu ai tìm được con chó của tôi á, và cái thằng ăn trộm chó á, thì tôi sẽ thưởng tiền và gả luôn con Hiền cho người đó. Trời ơi, tôi để đền ơn đáp nghĩa cái người đã ra tay cứu cậu. Dịp mai đến với mình rồi đây. Ba, gì? Con không có chịu đâu nghe. Đừng có cãi tao, tao đã quyết định rồi.
miễn sao tao tìm được con chó cưng, con chó quý của tao là tao khoái rồi. Đổi bất cứ cái gì tao cũng chịu hết á. Trời ơi, ông chủ ơi, sao ông chủ vô tâm quá vậy? Cô Hiền đã có người yêu rồi đó. Tôi biết rồi. Nhưng tôi không thể nào để mất con chó cưng của tôi được. Nè, bây giờ bà phụ rau giùm tôi đi. Nói cho mọi người biết, ai mà bắt được cái thằng ăn trộm chó đó hen, với con chó của ông Năm này á hen, thì tôi sẽ gả con Hiền cho, gả con gái tôi cho. Bà nói đi, bà nói đi, ai bắt được con chó, ai bắt được con chó của tôi? Bà con ơi, bà con, tôi bắt được thằng ăn trộm chó rồi nè. Lại đi mau, nó trốn vô cái ống cống này nè. Nhanh lên, lại đi mau. Tại sao làm vậy? Tôi cùng anh đi bắt chó mà, sao anh lại bắt tôi hả? Nhìn đi, tao tính cho mày không có được nói gì hết trơn hết trọi nghe không? Để tao cưới con gái ổng á, tao sẽ giúp mày nghe không? Lại đi nhanh lên, kẹo nó chạy bây giờ. Ráng chịu nhục một chút đi, không có sao đâu, tao lo hết cho. Ai đó bắt được thằng ăn trộm chó của tôi rồi hả? Con chó của tôi đâu? Nó còn sống không? Nó còn mạnh giỏi không? Đưa nó ra ngoài đây coi. Lôi đầu cái thằng ăn trộm nó ra đây luôn. Dạ, 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 xin kính thưa ông giám đốc Toti Sasuke Keto. Ông cứ yên tâm, chó ông nó bình an vô sự, nó khỏe lắm. Nó nhìn ông nó cười kìa, ông thấy không? Cưng quá. Cục vàng, cục vàng của ba. Ủa, cậu Thông đây hả? Dạ, Thông đây. Trời ơi, tưởng ai, hóa ra là cháu Thông, con của em Hai Tư Sắc đây mà. Dạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm nghe cháu Thông. Dạ, dạ thưa bác, bác khỏi cảm ơn. Có gì đâu, miễn sao bác đây giữ tròn lời hứa, để cho con được kết nghĩa duyên tình, cùng với em Hiền sống hạnh phúc trăm năm. Vì đã từ lâu con rất yêu Hiền, và đây là con chó tu bi mà bác cưng quá mạng, mà lúc nãy con đã cố gắng dựng dành. Với tên trộm dữ dằn chuyên bắt chó nhà người, nếu không thì chắc giờ này nó sẽ tiêu mà. Nghe cháu nói ra bác càng thêm giận, cái lũ côn đồ chuyên trộm chó bắt mèo. Dạ chắc là tại nó quá nghèo, nên đợi tôi trời nó bắt chó về nuôi ý lộn bắt về ban. Dù nghèo dù khó thì có lý đâu lại bắt chó nhà người, rồi đổ thừa là số phận hẩm hiu, đó chẳng qua là tấm lòng người. Thôi cháu cứ về đi, rồi bác đây sẽ tính, bác hứa sẽ giữ lời, cháu cứ yên lòng. Dạ xin phép bác cháu đi về, còn mày ở lại cháu đừng có nói lung tung. Dạ thưa anh, em xin đi lòng tạc dạ, em không bao giờ khai ra sự thật. Anh cứ yên lòng mà an tâm về ngủ, em vẫn một lòng giấu nhẹm tên anh. Mày đã nói ra thì mày nhớ giữ đúng lời, nếu đổ bể ra thì mày sẽ biết tay tao. Ủa, có chuyện chi cháu lại chưa về, con điều gì cháu nói đại ra đi. Dạ thưa bác, dạ cũng không có gì đâu. Trước khi đi á, cháu chỉ xin bác nên cẩn thận với cái thằng trộm chó này. Nó coi nhỏ con vậy đó, chứ nó có vỏ đó bác. Nó dữ lắm. Nó mà nổi cơn là bác mệt với nó đó. Không sao đâu, coi vậy chứ bác trông thấy nó cũng đến nỗi nào đâu. Nãy giờ nó cứ ngồi một đống cúi cái mặt xuống, đâu có dám nhúc nhích đâu phải không? Có lẽ hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ rồi. Yeah. Mà người biết xấu hổ thì có thể cảm hóa được. Bác đoán không lầm, chắc làng này nó cũng mới học nghề thôi, mới vô nghề thành nữ còn yếu. Hay quá ta. Trời đất ơi, sao bác đoán hay quá vậy bác? Nhìn tướng biết rồi. Phải rồi, con mới dắt nó đi lần đầu thôi đó. Không phải, không phải đâu. Con mới bắt được nó lần đầu đó chứ.
nên không rành thằng này lắm đâu. Thôi bác ở đây điều tra nó nghe. Con về nghe bác. Về khỏe nghe con. Nè cậu kia, làm gì mà nãy giờ cúi sát cái đầu xuống đất vậy? Bộ cậu đang làm lễ tạ thánh Allah đó hả? Nè, hãy ngước mặt lên cho tôi nhìn thử xem. Trời ơi, thì ra là anh Sanh à. Thì ra cậu đây là cậu Sanh à, người mà con thường nhắc đến. Dạ phải, đây chính là anh ta, người mà con quý mến thương yêu, đã từng thề non biển hẹn. Ba không ngờ con lại yêu thương một thằng chuyên làm chuyện bậy, một người mà con quý mến lại nhẫn tâm bắt chó nhà mình. Trời ơi, tôi biết phải làm gì, nói làm sao để minh bạch tâm lòng. Lỡ rồi đành phải lặng câm. Trộm chó nhà ta mà còn minh bạch cái nỗi gì? Lẽ ra tao phải bắt mày, những thương tình tao tha thứ cho một phen. Dạ, tôi xin đội ơn ông rất nhiều. Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ bắt chó nữa. Có chắc là không có bắt trộm nữa ha ông ra hả? Nè, tôi hỏi thiệt nghe, từ trước tới giờ cậu đã bắt và ăn được bao nhiêu con chó rồi? Dạ, cháu chỉ mới đi ăn trộm chó một lần đầu này thôi, mà lại xui xẻo bị bác phát hiện đó. Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi biết rõ mấy người quá rồi. Ai bị bắt gặp cũng nói là mới có một lần đầu, thiệt ra thì cả trăm lần rồi. Như cái xóm nhà tôi ở đây nè, chỉ mới có 2 tháng nay thôi mà đã bị mất gần cả 100 con chó đủ loại rồi. Lần này bắt được cậu đây, không biết mấy lần trước không biết phải cậu không nữa. Dạ thưa bác, dạ cháu. Thôi tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết cậu sẽ nói là không phải cháu à, đúng không? Một lần bắt được 9 lần không mà cậu. Nè, bây giờ ở đâu đi về đó đi, đừng có làng chàng ở đây một hồi nghe. Cái đội dân phòng đi qua đi tuần đây nè, người ta thấy người ta tưởng đâu ăn trộm đó, ta nhốt hết đó. Mà đúng là ăn trộm thật chứ đâu có phải tưởng gì đâu. Thiền. Dạ. Vô ngủ đi con. Dạ ba vào ngủ trước đi, con ở lại ngoài này một chút rồi con vô ngủ sau. Giờ này không chịu vô nhà ngủ, ở ngoài này làm gì? Thôi cũng được, con nói gì thì nói với nó đi, rồi dứt khoát luôn nha con. Dầu gì á thì ba cũng đã gả con cho thằng Thông rồi đó. Ba, con không có thương anh Thông mà. Không thương cũng không được, tao đã quyết định rồi. Mày không phải là mẹ tao, phải không? Mà cãi lời của tao được. Bà vú nè. Dạ. Ở đây coi chừng con Hiền với thằng này á, giùm cho tôi được không? Dạ. Nếu mà có chuyện gì á thì bà cứ việc la làng lên. Dạ. Vô báo cho tôi biết nghe chưa? Dạ, ông chủ yên tâm đi ngủ đi, chắc không có cái chuyện gì đâu. À, cầu trời cho biển lặng sông yên. Thôi, tôi vào ngủ trước à. Nào, chó yêu, cục vàng, tupi tupi tupi. Chó yêu cho quý của ta đi vô ngủ với ta nghe cưng. Nè, Hiền nè, có nói gì thì nói đại nghe con, rồi đi ngủ sớm nha. Trời tối ở ngoài này à, Du thấy không có tiện đâu á. Dạ, con biết rồi. Du nè. Gì con? Du làm ơn vào trong nhà lấy giúp cho con một bộ đồ của ba con ra đây nha. Gì vậy con? Thì để cho anh Sanh mặc đỡ. Đó, chứ coi kìa, ảnh như vậy á, mà ở ngoài trời sương khuya như vậy á, thì làm sao chịu nổi. Đâu, đâu, trời ơi,
Vậy mà nãy giờ Vũ không có để ý. Ở trần trùi trùi mà có cái quần đùi không? Ở ngoài này trời khuya lạnh chết. Ơi, không ngờ người yêu lý tưởng của con lại tàn đến như vậy. Thôi, Vũ vô lấy đại ra đây đi. Chứ Vũ đừng có nói một hồi nữa là cái ảnh đóng băng luôn. Chà, lo lắng quá ha. Thương đậm quá ha. Thấy mày mà tao chịu không nổi á. Trời ơi, Vũ. Thôi thôi thôi, đi liền, Vũ đi liền. Anh Sanh. Thu Hiền. Em. Anh Sanh, tại sao anh lại làm như vậy? Đã bao lần gặp gỡ nhau, em đã nói với anh những gì? Anh còn nhớ hay là đã quên rồi? Chuyện duyên nợ chúng mình, chuyện xây dựng tương lai, bao ngày hằng mong được góp sức cùng anh, nhưng anh vẫn mãi khứ từ, muôn tự lực cánh sinh. Lòng vô cùng sung sướng, niềm hạnh phúc dâng tràn khi có một bạn tình, quyết chí tự lập thân. Nay thì vô cùng hổ thẹn bởi sự thật quá phũ phàng, khi biết được anh hành nghề đi trộm cho bắt heo. Thật là tôi thật không ngờ mà. Anh làm cho tôi vô cùng thất vọng. Tôi khổ tâm lắm. Tôi khổ lắm anh có biết không hả? Đừng khóc chi em, thôi buồn chi em. Nặng nghĩa yêu thương anh xót xa lòng. Làm sai anh đây nói em nghe, ai bày cho anh? Vì bởi em đây biết chẳng bao giờ từ lâu anh đâu tham lam, mà nay sao anh đi chôn cứ thật lòng khai bao. Nhưng nếu em muốn biết thì anh đây cũng thật lòng khai bao. Hiền ơi, anh đã hứa với người ta là sẽ không bao giờ nói. Có đâu tay trắng, nghe vẫn hoàng tay trắng.
sau những ngày lang thang phiêu bạc, số phận đây đưa anh đến quán thịt cày. Phải chăng là quán cày anh ở, chủ quán tên gọi là Thông? Dân chính là anh Thông đã bắt buộc anh phải đi bắt cho đem về. Anh Thông là tên vô liêm sỉ, em phải cho hắn một bài học để hắn ta bỏ thói gạt lừa. Bởi vì anh đã quá tin người nên giờ bị gạt, mới lần đầu thì phải tránh lần sau. Anh có nghe lời em nói không? Anh nghe rồi, nhưng mà anh đâu có biết. Anh tưởng nó bắt chó điên ở ngoài đường thôi. Ai dè nó lại leo vô nhà em, nó bắt con chó cưng của ba em, rồi bị phát hiện, nó bỏ nó chạy vậy đó. Ý chết, sao nãy giờ nhờ bà vú lấy đồ ra cho anh, sao lâu quá vậy? Không lẽ ngủ luôn ở trong? Ngủ gì được mà ngủ, tôi đem đồ ra nãy giờ nè. Tại tôi thấy hai người tâm sự, không dám chen vào sợ nó đứt dây liên lạc, nên đành phải ngồi chờ. Nè, mặc vô đi, không thôi tôi bị rầy bây giờ nè. Cầm lấy đi. Vú này thiệt tình. Mặc vào đi anh, có gì đâu mà ngại. Đồ của ba em còn nhiều mà, cứ mặc đi. Em tốt với anh quá à. Mà anh thì... Thôi, bỏ qua chuyện cũ đi, đừng có nhắc nữa. Còn chuyện ba em, hứa gả em cho anh Thông thì sao? Anh cứ yên tâm đi, em có cách giải quyết mà. Em xin giới thiệu với anh, đây là quân sư Hoàng Mo, đã từng giúp đỡ cho em trong những hoàn cảnh vô cùng nan giải và đã thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm tạ lời khen ngợi của công chúa ngủ trong rừng. Còn hoàng tử ăn mày này, cứ yên tâm, rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng nhớ cho rằng đừng bao giờ bắt chó, nếu không cuộc tình duyên sẽ khó. Ủa, sao còn đứng đó lại còn dòm ngó? Bộ tính bắt chó nữa hả? Dạ đâu có. Không có thì đi về, đứng đây làm cái gì nữa? Có gì tôi thông báo cho hay liền. Thôi Hiền ơi, mình đi vô ngủ đi con, trời gần sáng rồi đó. Dạ. Chúc anh Sanh ngủ ngon. Ngủ ngon gì nổi mà ngủ ngon, điều này có nước là ngủ bụi. Mận, có chuyện gì mà tao trong mặt mày mày âu sầu rủ rượi dữ vậy? Bác Tư, con khổ quá bác Tư. À, chuyện gì mà mày khổ? Chắc con chết quá. À, chuyện gì mà mày đòi chết? Chắc con sống không nổi quá bác Tư. À, chuyện gì mà mày đòi sống không nổi? Chắc con... Cầm. Trời đất quỷ thần ơi, có chuyện gì thì sao? Tao hỏi không nói mà cứ than thở hoài vậy. Nè, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trả lời cho tao biết coi, chuyện gì? Hả? À, chuyện gì làm mày buồn? Nói. Bác Tư, anh Sanh anh. Nói sao? Sanh sao? Anh không còn yêu con nữa. Ôi đất ơi, cái chuyện này thì tao biết rồi, nhưng mà còn thêm gì nữa không? Anh Sanh anh. Anh sao? Anh đã yêu người con gái khác rồi. Trời ơi, chuyện này tao cũng biết luôn rồi. Trời ơi, sao chuyện nào con nói ra bác cũng biết hết vậy bác Tư? Thì thằng Sanh nó tâm sự nó nói với tao thì làm sao mà tao không biết được. Tao còn biết mặt cả cái con nhỏ mà thằng Sanh nó yêu nữa kìa. Phải công nhận là con nhỏ nó đẹp cực kỳ. Ôi trời mặt con nó đẹp quá. Mày không bằng gốc con nhỏ đó nữa mà. Mà sao bác biết là cổ đẹp hơn con vậy? Thì thằng Sanh nó nói. Mà nói sao mà bác hình dung sao mà ra đẹp hơn con hay vậy? Dĩ nhiên, đây mới là bằng chứng xác thực.
của cái lời nói của nó. Ta coi đi, đẹp không, lộng lẫy không? Tại sao bác có được tấm hình? Bao chôm. Chôm ở đâu? Chôm trong túi thằng Xanh chứ ở đâu? Trời ơi, hèn chi mà anh lại nhanh chóng lãng quên con. Mày á, trả mày mà tao mất người yêu mày tính không? Tao sẽ trả thù. Thôi thôi, con. Tao được thôi. Từ cha Xanh nè tới giờ tôi mới thấy trận quýnh ghen nè. Quánh ngộ ác đạn à. Thôi. Mày buông ra đừng cản con mà, để con xử nó mà. Thôi buông ra. Thôi. Mày làm rách hình nữa tao lấy đâu tao trả cho nó? Đưa lại tao nè. Bình tĩnh nha, tao hỏi nè. Bây giờ hỏi thiệt mày, mày còn thương Xanh không? Nói thiệt là tao mới tin. Tại sao bác lại hỏi con như vậy? Nếu mà con không yêu ảnh nữa thì... Thì con cần gì đang khóc? Bởi quá yêu thương mới ngồi khóc than mình ơn. Bác thương con thì mau giúp để con toại lòng. Đời của con chỉ cần có Xanh. Nếu ảnh không còn yêu, con thấy mình chắc phải vô chùa. Con làm đúng y như điều của bác đó. Miếng sao anh Xanh trở về với con là con Mận này mãn nguyện ghê lắm. Cách này rất là đơn giản. Đưa tay sát tay tao nói cho bà nghe. Mày thấy được không? Thấy con lành bảo đảm 99% thắng lợi thuộc về mày không? Rồi, con quyết định làm y như lời bác dặn luôn á. Ê khoan, nè, cầm cái tấm hình này mày nhìn để mà nhận diện. Còn đây là cái địa chỉ để tao gõ cửa cho đúng nhà. Khoan, đưa con mượn tấm hình chơi coi. Đây. Mày á, em gái nhỏ mày trêu rồi. Đây rồi, mở cửa, trả chồng lại đi, mở cửa. Ai vậy cả? Mở cửa. Nè, chị gì đó ơi. Gì? Chị đi lộn chỗ rồi, ở đây là nhà riêng chứ không phải là bệnh viện phụ sản đâu. Đứng im giùm cái được không? Sao à? Rồi, y chang trong hình. Mở cửa, trả chồng lại cho tôi. Dạ, mở cửa rồi. Sao la hoài vậy? Trả chồng lại cho tôi. Mở cửa rồi mà chưa trả chồng. Nè, chị làm sao vậy? Chồng chị là ai? Sao lại đòi tôi? Đừng có giả bộ ngây thơ nghe. Chồng tôi chính là anh Xanh. Chính cô đã quyến rũ chồng tôi. Hả? Trời ơi, giật chồng. Trời ơi, sao đời tôi khốn khổ khốn nạn như vậy? Trời ơi, có chồng mà giữ không được. Chồng là trời ơi. Trời ơi, chị ơi, chị nói sao? Chị là vợ của anh Xanh thật à? Phải rồi, tôi là vợ của anh Xanh. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã yêu nhau. Vừa qua tròn 5 giai ngầu, luôn ấm êm bên nhau, không rời xa dù có phong ba. Chồng tôi người luôn chung thủy, nhưng cách đây không lâu chồng tôi lại vợ chứng đi quan.
lòng tôi buồn vô phương, hằng đêm luôn mong trong tình chàng. Giờ nghe đồn cô đây cùng chồng tôi sắp kết duyên thơ tình. Ủa sao kỳ, sao nữ mà sao ác độc dữ, chiếm đoạt tình yêu của anh ta là sao? Cô ơi, tôi gian cô, tôi xin cô hãy buông tha cho chồng tôi được không? Cô trả người cha lợi cho đứa trẻ ngây thơ sắp cất tiếng khóc chào đời. Tôi xin cô, tôi lại cô được không cô? Chị ơi, chị hãy bình tĩnh đi. Chuyện anh sanh có vợ, tôi thật tình không có biết gì hết á. Tôi cũng không hiểu gì cả. Tôi không ngờ anh sanh lại là một kẻ một dạ mà hai lòng. Anh đã dối gạt tôi và lừa cả chị. Nếu thật sự chị là vợ của anh sanh thì tôi xin trả anh về với chị. Trả đi chứ. Được, chị theo tôi. Ủa mà đi đâu ạ? Đi dập tội kẻ sở khanh chuyên lừa gạt ái tình. Ê trời. Ủa Hiền, chuyện gì mà trong em sắc mặt kém vui vậy? Vui làm sao được mà vui chứ. Bởi vì giờ đây tôi đã hiểu ra anh là một kẻ chẳng ra gì, một gã sở khanh bỏ vợ gạt tình. Thì Hiền, sao em lại nói ra những lời như vậy? Anh đã làm gì em hãy nói rõ ràng bạch minh, chớ có nghi quan mà em đây mang tội. Anh có vợ bao giờ? Và anh gả tình thì ai? Chẳng lẽ người này không phải là vợ? Thì đúng rồi, làm sao là vợ được? Cô ta chẳng qua là người anh yêu thuở trước. Nhưng đã qua rồi tuổi bồng bột ngây thơ. Mận, có phải cô đã bày cách gạt Hiền để mong nghe đoạt tình của phải vậy chăng? Trời ơi, tôi đã nói với cô là chuyện của chúng mình, nay chẳng còn gì sao cô chẳng chịu quên. Cô muốn hại chết tôi mà. Trời ơi, còn độn bụng làm gì không biết. Bộ khoái là mẹ lắm hả? Không chồng mà có con thì khổ lắm nghe em. Hiền, em thấy hết rồi đó. Anh có vợ con gì đâu. Anh thật lòng yêu em mà. Là bởi vì em em xin là thành thật là xin lỗi anh sanh với lại là chị Hiền. Là vì em đã quá sai khi mà em cố tình chia cắt tình cảm của hai người. Quả thật em là một kẻ không đáng để cho anh thương. Em xin lỗi chị Hiền. Tất cả mọi việc là do bác bày ra. Vì lý do nông cạn muốn làm con quay về với Mận, nhưng bác đã lầm rồi. Thôi bác thành thật xin lỗi hai con nha. Cháu thì chẳng có trách gì bác và chị Mận cả. Chỉ có điều là trong tình yêu, cả hai người cần phải chung ý chung lòng. Tình yêu đơn phương thì khó lòng nuôi hoài hy vọng. Hiền, cháu chào bác. Hiền, mọi việc đều do mấy người gây ra cả. Sanh, Sanh. Trời ơi, thiệt lỗi tại mình không à. Cha già ngu xuẩn, thương người giúp người không đúng chỗ. Bực bội hết sức. Ý Mận ơi, Mận ngồi cái bên nè. Anh Sanh đánh ra là con xuất hiện liền mà sao kêu gì gắt dữ vậy? Giọng bất tư sao già rồi, giọng gian dội vậy không biết. Có chuyện người ta mới kêu mày mà ác tiếng vậy chứ bộ. Mà chuyện gì? Đây nè, có tin vui. Trời ơi, bây giờ vui gì nổi nữa, vui mày chứ. Tao nói mày đọc cái này là mày hết quải, mày vui liền á. Tao đi coi có vui nổi không. Nè, đọc đi. Thì một nhắn tin, rồi tìm người thân. Vui gì nói vui. Cha Trần Văn Hợi, mẹ Lâm Thị Lượm. Ủa sao giống tên ba má tôi dưới trời. Tìm con là Trần Thị Mận, ở tên tôi nè. Ba má rất thương con, nhớ con, nay con ở đâu? Sài Gòn chứ đâu.
mau sớm quay về sum họp gia đình. Thôi, đặng bắt lấy con cha đó nữa. Ba má đã nói lời từ hôn với họ nhà trai. Họ nhà trai cũng đã thuận tình. Kể từ giờ việc hôn nhân ba má cho phép con được quyền quyết định. Về đi con, ba má đang mong. Về liền. Về liền. Mày ngon chưa? Tao nói vui không? Vui. Mày nói về cái tự nhiên mày bước ra mày về không thay đồ, không dọn dẹp đồ trời trời mày. Thôi cần chi nữa, về thôi. Đúng, mình phải về thôi. Vì tao nhớ nhà quá trời quá đất rồi. Về thôi. Ủa, bác Tư về Mận đi đâu vậy? Đi về quê, mày ở lại mình giỏi nha. Anh Sanh, thưa anh Sanh, cái chuyện mà vừa qua đó, em nói nào ngay vô cùng hối hận. Nay thì ba má đã tha thứ cho em. Em phải trở về đặng phụng dưỡng cha mẹ già. Em kính chúc anh Sanh với Chiền 100 năm hạnh phúc. Cảm ơn Mận. Dạ. Mận về dưới mạnh giỏi. Dạ. Cho anh gửi lời thăm hai bác. Dạ. Thôi, bác đi nha Sanh. Cho bác gửi lời chào má nuôi con nha. Cảm ơn má nuôi con đã cho bác tạm trú trong thời gian vừa qua. Dạ, con sẽ nhắn lại lời bác với má nuôi. À, bác Tư và Mận khoan đi, chờ con một phút. Sao lấy heo chi trời, ở dưới có heo thiệt, đi kỷ niệm heo giả chi trời. Bác Tư à, bác Tư cầm ít tiền làm lộ phí về quê. Trời, trời ơi, đưa tiền mình à. Nhìn cầm đồng tiền đưa qua tay mình, tao thấy tao muốn rơi lị à. Cũng may Phước à, mày còn nhớ à. Nếu mày quên chắc tao dân Mận cuốc bộ về quê quá. Thôi cảm ơn nhiều nha. Ở trên này ráng làm ăn mau giàu nha. Chừng nào cưới vợ nhớ nhắn tao lên dự đám cưới nha. Dạ, đến lúc đó con sẽ gửi thiệp về mời bác Tư và cả em Mận nữa. Thôi, mày ở lại mạnh giỏi. Tao đi à. Anh Sanh, Mận đi nha. Mận đi giữ gìn sức khỏe. Anh Sanh, có anh nè. Cảm ơn anh nghi. Em về mạnh giỏi. Chúc anh hạnh. Cảm ơn em. Nào, nâng ly, vui quá, đông người vui quá, quá đông ba người phải không? Xin mời tất cả nâng ly, chúc mừng cho gia đình tôi sắp kết nạp một thành viên mới. Là cháu Thông, đây, đây là cháu Thông, Dương Minh Thông. Một người con rể tương lai và cũng là ân nhân đã giải thoát cho con chó nhà tôi là thằng Ruby đã thoát khỏi bàn tay của dân nhậu. Đây nè, xin mời, mời đi. Dạ, mời. Mời ba vợ tương lai. Dạ. 1, 2, 3, vô. Dạ. Trời ơi, con mình nó mà cũng vô nữa. Con quen rồi mà. Thôi đi. Thông à. Dạ. Thông. Dạ. Uống ít thôi nha con. Đừng có mà cố uống rồi say xỉn rồi quay lên thì không có được nha Thông. Yên tâm, má yên tâm cái vụ đó đi. Lúc này đêm nào con cũng luyện. Trời, trời. Trời ơi, bạn bè chiến hữu con đông lắm. Với ai? Tụi ngoan hãn thu hải rồi đông lắm. Trời ơi, con bảnh đô lắm tao rồi. Tao biết cái ekip đó rồi. Trời ơi là trời. Má à, ủa sao kỳ vậy má? Gì? Nãy giờ không thấy em Hiền ta tiếp con vậy má? Thì nó bận chuyện gì đó nên chưa ra được. Từ từ mình làm cái gì mà gấp quá vậy Thông? Cưới vợ phải gấp chứ. Từ từ mày sao nóng quá. Thông này nóng quá. Chịu khó chờ chút nghe đó. Chút xíu đi, chút xíu nó ra liền à. Gần ra đó. Chờ. Một chờ, hai đợi, ba chờ. Sao? Chờ hoài. Trời ơi. Nào, 1, 2, 3, vô. Trời ơi là trời. Em hai. Thằng Thông này nó nhậu vô nó có quậy không vậy em hai? Không, không có đâu. Nó nhậu êm lắm, không có quậy đâu anh à. Không, anh nhìn tướng này anh nghi nó quậy quá. Mà không quậy thiệt phải không? Thiệt.
thiệt. Sao thấy ớn quá. 1, 2, 3 vô. Đúng. Trời ơi. Tới rồi đó. Thông ơi là Thông, tao lại mày mà Thông ơi, mày ngồi yên giùm tao cái đi Thông ơi. Uống là mới vui. Thôi. Dạ thưa anh. Dạ tại cái tánh nó vậy đó. Nó đang vui mà. Nó đang vui thì mình đừng có cản cái sự vui vẻ của nó. Đâu dạ. Thấy dạ. Tướng nó là anh dậu rồi. Dạ dạ. Không phải nó quậy đâu. Anh yên tâm đi. À anh Năm nè. Gì em? À sao sao cái vụ đám cưới của tụi nó rồi đến tụi mình nha. Cái đó để từ từ rồi anh tính chứ. Yeah. À, trời ơi, chuyện gì vậy? Quậy rồi chứ còn mẹ gì nữa. Quậy rồi. Làm gì mà la dữ vậy? Cái gì vậy? Con lỡ tay quơ trúng nhầm cái ly bia, nó rớt xuống chứ có gì đâu. Bể cái này thì mua cái khác. Trời ơi là trời. Trời ơi Thông ơi là Thông. Mày phải đàng hoàng một chút chứ. Bữa nay là ngày vui của mày mà Thông. Tôi nói nó quậy rồi. Tôi nhìn tướng tôi biết mà này không quậy đâm tôi đó. Không phải đâu. Mà thôi lỡ rồi em la nó làm gì. La nó cái nó làm tới giờ đấy, nó la luôn. Nó làm nư à. Mà dạ, nó dạ, cũng dạ. Không nghe đâu thôi. Đó. Đó thấy không tôi nói mà. Trời ơi. Mày nói. Làm cái gì mà mày dựng đứng lên vậy? Nói nãy giờ em không nghe, tôi nói linh như chim cú. Rồi anh nín giùm tôi cái đi. Nói như cái thằng à, ông già vợ mày. Ông cái ông ba vợ tương lai của con nó có được không? Lỡ thì bỏ. Nói ra là mắng nó có lành lại được đâu. Ờ à, mà cũng lạ nghe. Bữa nay hỏi vợ cho tôi, tại sao các người giấu vợ tôi đâu rồi? Trời ơi, tao bóp họng mày bây giờ là không. Chết rồi má tuyệt tử à. Trời ơi, lại đây má nói nhỏ cho nghe. Thằng khốn, thằng khốn. Má nói ai khốn? Mày. Thôi, thôi đi em ơi. Khoan, tôi chưa dạy con tôi mà anh đừng xía vô. Bố mày tính quậy rồi đó hả Thông? Thôi, em bình tĩnh lại đi. Thông à Thông, bình tĩnh lại con. Nói ông nội xuống sàn ngồi đi rồi con lại ông nội à, thấy không? Ông nội quậy vừa vừa thôi. Thôi để con vô con kêu con Hiền ra đây nghe không? Thấy không? Đừng có quậy nó nghe. Hiền ơi! Ra đây con ơi! Ông quậy rồi! Đó! Đối xử vậy phải coi được không? Ê! Ông già! Ông già biết điều đó nghe. Trời ơi! Hiền ơi! Quá Hiền, ra đi em, ra đây anh tặng cho em chiếc nhẫn hột xoài. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi đâu có dạy con tôi nó quậy xết dữ vậy đâu. Thông ơi, có quậy thì cũng quậy sang giùm chút con. Muốn sang cho sang. Ừ. Không phải hột xoài mà là hột xoàng 13 ly 8. Thôi, Thông ơi là Thông chứ. Ăn nói lung tung. Mày ngồi xuống giùm tao, nhưng mà tôi muốn đứng thì sao? Trời. Nào, 1, 2, 3, vô! Trời hỡi trời, nó đã tới đồ mà cản hoài, nó vẫn cứ vô. Nên, mà đừng lại ngại, nhưng mà tôi tới đô hồi nào? Bà làm ơn đi chỗ khác, đừng có đứng chạm ra. Thông á, mà coi chừng bà phải khổ đau. Ôi bây giờ không phải như hồi xưa đâu nghe. Trời ơi, ngày bữa nay mình nói lại quậy, tao không ngờ mày quá hư thân rồi Thông ơi. Thôi bà hãy câm mồm, vô bảo em Hiền ra tiếp từ màu. Lè lên đi, nếu không kêu Hiền ra hả, tôi nói à, nói thẳng luôn nè. Sao? Phá cho nát cái nhà này nè. Trời quậy à. Cho banh ra đây luôn à. Cha ơi con lại cha à. Từ từ cha làm gì mà dữ vậy cha? Muốn vợ mà. Trời ơi muốn thì cũng vừa vừa thôi chứ à. Ngồi chơi với mấy anh em đi. Không có thằng nào ở đây hết, ngồi với ai? Ồ không có ai hết hả? Trời tao mệt quá. Tao cũng điên với mày rồi Thông ơi. Ô kìa. Nó ra rồi kìa. Trời ơi con cứu má rồi con ơi. Nè con lại chỗ thằng Thông đi. Nó chờ con dữ lắm đó. Dạ. Nó thèm muốn vợ dữ lắm đó. Dạ. Ở đây ngồi với nó nha. Dạ. Mày vô nghỉ một chút.
tao đứt hơi rồi. Dạ, bác để cho con. Ừ. Sao làm như cái hơi này nó chua, phải hiền không? Dạ em đây. Hiền nữa hả? Hiền. Ôi bà xã tương lai của tôi tới rồi. Lại đây, lại đây với anh cô em. Trùm cái khăn lên đầu chi vậy? Không ngợp sao em? Sao giống mi cái con mẹ lên đồng lên cốt quá. Làm ơn tủ cái khăn ra được không? Thôi đừng dở khăn ra, em mắc cỡ lắm. Trời ơi, có chồng mà mắc cỡ. Mắc cỡ thì thôi. Hiền à. Dạ. Cho anh hỏi nghe. Anh hỏi cái gì? Vậy trưa nay giờ em ở nơi đâu để anh chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Làm hết mấy lon mà chưa thấy em ló mặt ra. Làm gì ở trong hay là em ngủ mà không có thèm ra tiếp. Em nói cho rõ ràng, nếu không anh quậy em đừng trách anh. Anh bình tĩnh đi, có chuyện gì mà anh phải làm ồn. Ngạo quá vậy trời. Bởi vì em đây đang trang điểm thay đổi xiêm y. Áo quần nhiều quá nên em kiếp tới giờ mới thấy. Anh thử xem nào, có em mặc cái bộ đồ này gọn không? Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy nè. Ôi em đẹp vô cùng em ơi. Thôi, hiền em. Anh làm gì vậy? Ôm chứ làm thôi, gì. Thôi buông em ra đi mà. Làm không. Em ngộp thở quá hả? Không buông. Buông anh ra. Ôm hoài. Ôm tới chừng nào anh đã thì anh thôi. Ôi buông ra hả? Anh không buông hả? Buông tao cắn. Ôi cha. Ôi cha. Trời ơi. Trời ơi cái chết gì vậy mày má chưa? Chết mày chưa? Trời ơi tại sao em lại cắn anh? Ai biết mày ôm tao? Anh hiểu rồi. Chắc có lẽ thương nhau lắm rồi cắn nhau đau đi chứ gì. Được rồi, khiêu chiến ha. Em cắn tay anh thì anh sẽ cắn môi em. Cắn nè, cắn nè. Cắn hả, cắn hả? À, trời ơi. Hả? Ai vậy? Không phải em Hiền. Con mẹ này là ai? Còn Hiền đâu? Vợ chưa cưới của tôi đâu. Tại sao em lại gạt tôi vậy Hiền ơi? Ông Năm đâu rồi? Ra đây, ra đây mà xem sao các người dối gạt tôi. Được rồi, các người dối gạt tôi hả? Không biết tại tôi nha. Phá nát cái nhà này luôn. Quậy nè, phá nè, quậy nè. Thông ơi, con làm cái gì đó Thông hả? Trời ơi, bây giờ mày quậy phải không Thông ơi? Nè 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 nè, tôi thấy cậu làm tôi coi không có đặng rồi nghe. Chuyện gì mà cậu đập phá nhà tôi tùm lum vậy chứ hả? Gì? Ông hỏi chuyện gì hả? Quá vậy đáng. Chứ tôi hỏi ông, tại sao dám ngang nhiên lừa gạt? Đã hứa gả Hiền cho tôi, sao bây giờ ông lại đổi thay? Tại sao? Thôi, hãy im đi hỡi thằng con ngỗ nghịch. Chớ ăn nói cuồng ngông mà phạm lỗi với người trên. Nè, tôi muốn biết rõ ràng tại cớ gì sao mà ông lại nỡ sắm bài tiệc hỏi đề trêu tôi hả? Vì bởi cậu đây là ngày một tên đốn mặt nhậu nhẹt say xưa rồi và đập phá lung tung. Đập nữa nè. Bất kể trẻ già mở nhau miệng là chửi cha. Khoái là chửi à? Còn chuyện bắt cho trộm mèo ở khu phố này đây thì cũng do chính cậu đã làm ra. Ai nói? Có đúng vậy không ông? Thật ơi không ngờ. Mà chớ tin lời nói bậy của ông ta. Tao đây mà nói bậy đúng hơn là mày làm bậy.
Bởi vậy cho nên tao nga mới sắp bài cuộc tiệc. Lễ hỏi con tao để nga lột xác mày ra. Ai nói không biết cái vụ này vậy hả? Ai? Thiệt là không sai mà. Đúng như y như lời con Hiền với cái thằng Xanh nó nói mà. Cái gì? Thằng Xanh hả? Phải thằng Xanh không? Phải thằng Xanh nói không? Nếu mà nó chịu nói thì đúng rồi. Cái thằng Xanh nó kể hết việc làm của tôi cho ông nghe rồi phải không? Nó mới đúng là cái thằng khốn nạn. Nó là cái thằng phản phúc. Cái đồ không biết điều. Mà ơi, đúng là nuôi ông tới áo, nuôi khỉ dùm nhà mà. Xanh ơi, Xanh, tao hận mày. Mày sẽ biết tay tao. Tao sẽ chơi mày. Xanh ơi, mày đang ở đâu? Ở đằng kia kìa. Mày ở nơi đâu? Đi đi con, đi đi. Má chịu con hết nổi rồi. Ha, không được. Trời ơi Thông ơi, anh Năm ơi, anh giữ nó lại giùm tôi. Trời ơi, nó lấy chai bia để đập chết thằng Xanh kìa. Giữ nó lại anh Năm. Để tôi. Trời ơi, sao anh chậm quá vậy? Trời ơi, thằng này nó chịu ngọt, để mình phải dỗ ngọt nó chứ. Không à con. Tôi phải cái... chơi nó. Không được, cái gì cái con bình tĩnh lại đi Thông. Trời ơi, nó sai quá rồi em ơi. Làm sao bây giờ nó sai con? Tôi phải luộc nó. Đừng có luộc. Tôi ra. Ông tránh ra nó không, tôi lụi ông bây giờ. Trời ơi, buông nó ra đi anh Năm. Coi chừng nó kiếm thằng Xanh không được, nó lụi anh bây giờ. Khổ quá mà trời ơi. Để tôi dỗ ngọt nó, con vô ngủ được không? Mày ở đâu? Mày ở đâu? Đừng la quá, không được la nó xét con à. Tôi đây anh Thông, tôi xin anh hãy bình tâm mà suy nghĩ lại. Chớ có hung hăng quậy quả mà làm cho bao người phải khổ lụy ưu phiền. Tao luộc mày. Anh nghĩ lại mà coi anh đã làm gì có ích. Kệ tao. Là phận làm con phải hết lòng hiếu đạo. Đối với mọi người thì mình cũng phải biết thương yêu. La lành đùm la rách, thương người như thể thương thân. Đó là lời dạy của cha ông Xanh. Nhưng anh nỡ nhẫn tâm lừa gạt anh Xanh, bắt buộc anh ta phải hành nghề ăn trộm, đi bắt chó trộm mèo để mang tiếng nhút nhơ. Trời ơi, thật tao không ngờ mày quá đổi hư thân. Xấu hổ cho tao có một thằng con đúng mặt mà sống để mà chi, sao không chết phức cho rồi. Thằng khốn nạn mà. Thôi em mà, tha thứ cho nó đi. Cũng lỗi do em đã nuông chiều quá độ, nên nó mới xa lầy. Chắc bây giờ nó cũng đã hiểu ra. Phải rồi. Đúng rồi. Ông già vợ không phải. Bác Năm nói đúng rồi. Má nói đúng rồi. Con vợ của con cũng không phải luôn. Thiệt. Xanh nói đúng luôn. Tại tôi có lỗi. Tôi làm bậy. Tôi xa lầy. Má ơi, con có lỗi với Xanh. Con có lỗi với mọi người. Hôm nay con xin nói thật. Không phải sai mới nói thật nha. Đây là sự thật của lòng con. Từ trước tới giờ, tất cả
cây đâm chó trong khu phố này nó mất là do một tay con. Con bắt hết, con nào lú ra là con bắt. Mà bắt để làm gì? Chắc ai cũng hiểu rồi. Nhưng con cũng xin lỗi. Con nói thẳng ra luôn, sợ gì con bắt đi làm gì? Bắt là để bán. Đó, cái quan kỳ tơ tuyệt vời của con đó. Hết chưa? Còn nói nữa má. Nói nữa đi. Nãy giờ nhiều lắm tao để cho mày độc diễn một mình mày đó. Bây giờ tới tao nè. Vậy chứ tiền tao cho mày để làm vốn đâu hết rồi. Nói. Không đủ con nhậu lấy gì đâu mà mua chó. Trời ơi, tôi thua nó rồi anh. Đêm nào con cũng luyện hết mà. Hết vốn, con mới đành lòng đi bắt trộm. Thôi, bác thấy về đi. Đó. Hay là con dẹp cái quán thịt cầy này đi, rồi bác tạo điều kiện khác cho con làm việc khác, nghe không? À, bác sẽ đưa con vào làm công ty của bác, chịu không? Có lẽ bác sợ con còn mở quán thịt cầy thì chó ở khu phố này mất nữa chứ gì. Không sao đâu, con không có bắt nữa đâu mà bác sợ. Nhưng mà thôi. Trời ơi, nó trở rồi anh Năm ơi. Ủa sao tự nhiên nó chuyển mùi vậy? Nghe lời bác, con sẽ dẹp quán cày tơ, chuyển sang nghề bán phở, để cho bác được yên tâm, không còn lo sợ. Để cho khu phố từ nay không còn náo động giữa đêm trường. Chà, hốt hết. Má ơi, con hứa là con sẽ quyết giữ lời. Nhưng bác à, bác phải cho con được tròn mộng ước. Đừng ngăn cấm mối tình mà con cố dựng xây. Bác ơi, hiền là lẽ sống của đời con. Nếu con mất hiền thì đời con sẽ khổ. Bởi đã bao năm con ngâm thầm theo đuổi mong được cùng hiền kết đi bạn trăm năm. Đâu có được, nó sắp lấy chồng rồi. Hả? Bác nói sao? Hiền sắp lấy chồng mà lấy ai vậy bác? Thôi ơi, bác gả nó cho thằng Xanh rồi. Gả cho thằng Xanh à? Đó rồi. Con ơi, trời ơi, tôi phải. Thông thông thông, mày muốn cái gì nữa đây? Đừng có quậy nữa nghe. Ai nói với má là con quậy? Đâu có làm gì đâu. Chứ nãy giờ cái vụ đó tao thấy rồi, y chang như hồi nãy nữa. Không phải đâu. Không phải hả? Con đi gặp nó, con chúc mừng thôi hả? Trời ơi, chúc mừng mà cũng làm tao mệt nữa. Anh Thông, anh thông cảm cho em. Tụi em thương nhau lâu lắm rồi. Anh đừng có buồn. Mày nói nghe ngộ. Không buồn sao được mày. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Bởi vì hiền đâu có thương tao đâu. Thôi, chúc hai em hạnh phúc. Bây giờ anh phải ra đi. Anh Thông, anh đi đâu? Anh đi. Đi đâu? Đi tu. Chùa nào chưa? Rồi lem ố cửa từ bi. Thằng này mà nó vô chùa một cái Phật trời không tản cư hột dịch hết tụi con. Con phải đi tu cho vơi bớt nỗi buồn. Tiền không có mà tình cũng không có nữa. Ở đây làm mẹ gì? Thông ơi, con muốn đi tu thiệt sao con? Con đã quyết định rồi mà đừng có cản đản. Để con đi. Đâu hả? Đâu hả? Sao lại đi vô buồn của bác Năm?
trước khi đi tu thì con phải đi ngủ. Trời ơi. Thôi, con ngủ liền tại chỗ à. Nó xỉn quá rồi, đưa nó vô buồng tu cho nó nghỉ đỡ đi bà ơi. Trời ơi, con với cái chán quá trời luôn à. Ông phụ tôi một tay con cái gì mà nó nặng quá trời đó. Sao mà cái thằng này nó hô ngủ là nó ngủ liền tại chỗ vậy không biết. Trời ơi, còn ngái nữa. Anh Sanh, vậy là ba đã đồng ý cho tụi mình cưới nhau rồi đó. Anh có vui mừng không? Anh mừng lắm chứ. Cũng nhờ em mà anh mới có được ngày hôm nay. Cũng nhờ em mà cuộc đời anh mới được sang trang. Kẻ không cửa không nhà nay đã có chỗ nương thân, anh đi thật biết ơn. Em và ba đã giúp đỡ cho anh tạo công ăn việc làm, chấm dứt cuộc sống bần hàn, qua hết những nỗi khổ sầu để sống cuộc đời ấm no. Ơn tái sinh anh ghi nhớ mãi, suốt đời ghi lòng tác giả. Ôi nhớ thuở gặp em giữa đường, ta kết tình mộng thắm đắp xây. Quả là thiên duyên tiền định, anh nguyện trọn đời không phụ tình em. Em nguyện sẽ yêu anh trọn đời, không bao giờ đổi thay. Hiền, em, anh Sanh. Khi màu xuân tươi thắm đến đây với anh và em, ngàn hoa tươi cười khoe sắc khoe hương, đời chờ ngây ngất niềm vui. Lá tươi thắm khắp trời, cây cần um trái cho lòng say đắm trời mây, ước mơ cho nhau từ đây. Trời gió anh với em, bình minh soi nắng lên khiến cho tiếng đàn mừng xuân